Anh kêu anh em làm lẹ lẹ tay giùm tôi nha. Rồi mấy chú làm lẹ lẹ lên mấy chú. Lẹ lẹ lên. Sắp được rồi. Cải nắp lên được rồi. Cải đi. Trời, bộ xương, bộ xương không có đầu. Thôi tôi không làm nữa đâu, xui lắm. Nè, tụi em làm ai làm? Chờ anh Nghĩa. Nghĩa đi câu hả? Anh Chẩm ơi, anh Chẩm ơi. Ông nói là xe anh bị hư rồi, anh dắt đi sửa đi rồi hãy về. Gần tới nhà rồi, anh dắt xe vào nhà anh rồi sửa luôn. Cái gì vậy? Anh Chẩm ơi, bị đạp miếng chai rồi. Trời, lớn rồi, đi đứng không cẩn thận gì hết. Dạ dạ. Đưa anh coi. Đâu? Miếng chai đâu? Chuyện có bị gì đâu? Em giỡn với anh em à. Mà hôm nay mắc mới gì ra đón anh vậy? Thì lâu quá anh không về em nhớ anh chứ bộ. Rảnh á, phụ anh đẩy xe nè, nặng muốn chết à. Chấm. Bác Hai. Con mới về hả? Dạ. Con đi đường chắc là mệt lắm đúng không? Con ghé quán nước ở đây đó, uống nước nghỉ ngơi một chút rồi về. Sắp tới nhà rồi, vô nhà uống nữa bác Hai. Nhà chưa có về được. Tí. Dạ. Ông Hai dặn con cái gì á, con chạy đi lo việc cho ông Hai đi. Dạ, con đi liền. Ủa, sao nhà của mình mà mình không về được là sao bác Hai? Con người đang coi đất ở nhà. Mà con đó, chưa tới đám giỗ cha con mà sao con về sớm vậy? Dạ, con bận viết phóng sự. Nhưng mà con tranh thủ làm sớm, rồi con xin nghỉ phép con về, con phụ bác Hai được gì con phụ. Sẵn tiện là bốc cốt cha con luôn. Bác Hai, cha con chết có phải là do tai nạn không bác Hai? Thì đúng là như vậy mà. Nhưng mà sao người ta nói cha con chết do bị giết chết? Ai mà nói như vậy? Má của bạn con là quen biết cái cha má con ở Long Xuyên á. Mà người đó là ai chứ? Con không biết tên, nhưng mà bà ta là biết rõ gia đình mình lắm. Bà ta nói cha con chết không phải do tai nạn, mà cha con chết do người ta giết. Tầm bậy tầm bạ không à. Ai mà nói tầm bậy tầm bạ vậy? Ai ơi, ông Hai. Ông Hai ơi, chết rồi. Tí, không phải chuyện của con, đi về đi. Cái cốt của ông bà. Cốt ông bà sao tí? Tí, bác Hai cứ để nó nói. Cái cốt ông bà sao tí? Dạ, cái cốt ông bà không có đậu. Chấm. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Từ từ bác sẽ kể cho con nghe hết. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Bác đã giấu con chuyện gì? Bác đã giấu con chuyện gì? Bác nói đi. Bác nói đi. Vậy là bấy lâu nay, những giấc mơ xuất hiện trong đầu con là có lý do. Cha của con chết 30 năm rồi mà không tìm được hung thủ. Cha con chết 30 năm rồi mà không tìm được hung thủ. Không phải là không tìm ra hung thủ, mà là không có chứng cứ để kết tội hắn ta. Kết tội hắn ta?
thằng Tờ đây. Có phải là chồng sau của ba con không bác? Không phải hắn thì là ai? Chỉ tội cho cha con là một người hiền lành, vì lấy phải một người vợ xinh đẹp mà mang họa vào thân. Nhưng mà má con đẹp như vậy, tại sao lại lấy một người chồng nghèo kiết xác với cha con? Trước đây cha con đâu có nghèo, vì lấy phải má con cha con mới nghèo đó. Em tính bán hết ruộng đất nhà mình được không hai? Bán hết đất hả? Dạ. Bán hết đất rồi anh em mình lấy cái gì mà sống? Thì có gì đâu, anh hai có học, anh hai đi làm công chức, còn em không có học á thì em đi dắt thuê dắt mướn gì cũng được, có xài gì đâu mà anh hai. Nhưng mà tại sao chú lại nghĩ tới chuyện đó? Nhà mình có túng thiếu cái gì đâu, tự nhiên bán đất của cha mẹ để lại vậy? Thì em biết nhà mình không có túng thiếu, nhưng mà Hải túng thiếu anh hai. Anh hai, thú thiệt với anh hai á, em thương Hải lâu rồi. Em thương Hải? Dạ, thương lắm. Hải mà có chuyện gì á, chắc em chịu không có nổi đâu anh hai. Trời ơi, em đi ngang mà thấy chủ nợ lại đập phá nhà cửa, xiết đồ. Em xót ruột lắm anh hai ơi. Anh hai, giúp em lần này đi. Thôi được rồi, anh đồng ý. Mấy người mà làm quá, tôi sẽ liều chết ở đây. Lúc đó các người sẽ mang tội sát nhân đó. Mày có ngon thì mày chết đi. Mày chết đi. Tao sẽ trả nợ cho con. Mày trả nợ. Tiền mày đâu? Tiền đây. Cầm tiền rồi biến đi. Chờ mà con có sống hạnh phúc không bác hai? Bác nghĩ là có, vì cha con là một người cưng chiều vợ con hết mực. Tuy sống trong cảnh nghèo khó, nhưng lúc mới về cha con đã không để cho má con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bác còn nhớ lúc má con đồng ý theo cha con về, cha con đã vui như một đứa trẻ vậy đó. Mấy cái này tôi chuẩn bị cho Hải nè, Hải coi có thiếu gì nói tôi nha. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc chẳng mấy chốc thì tai ương ập tới. Ba con đã phải nhận lấy một kết cục bi thảm mà cả đất Long Xuyên của 30 năm trước đều ám ảnh, chứ không riêng gì những người trong cuộc. Chú Mai, vì sao lúc con còn nhỏ bác không kể con nghe những chuyện này? Vì bác không muốn miệng đời dị nghị con là con của một kẻ ăn trộm bị đánh chết, và bác không muốn tuổi thơ của con vì những chuyện bi kịch như vậy mà phải sống trong tủi nhục và khổ đau. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc chẳng mấy chốc thì tai ương ập tới. Mai ơi, ba con đã phải nhận lấy một kết cục bi thảm mà cả đất Long Xuyên 30 năm trước đều ám ảnh, chứ không riêng gì những người trong con. Nói vậy làm sao ông biết là ai? À, là cái bà nói nhiều, thiệt là nhiều. Mà ông hai nói là người cùng xứ trước đây cũng hay á. Bây giờ nghe ông dặn nè, con tìm mọi cách giữ chân anh Chẩm, không cho anh Chẩm ra ngoài gặp bà mua đất. Ủa, sao vậy ông? Ông dặn sao thì nghe vậy đi. Dạ. Nè, đi. Ông coi, lúc đầu thì chịu mua giá đó, bây giờ đòi bớt, kỳ cục không? Chị đưa tôi coi cái này làm cái gì? Mới đầu ông Tám ông chịu mua giá đó, sao ông đòi bớt? Giờ ông phải bớt cho tôi chứ. Thì người ta đòi bớt á, thì chị nói với người ta đi. Tôi với chị đã thỏa thuận cái giá ngay từ ban đầu rồi,
Mà bây giờ chị có bán cao hơn á, tôi cũng đâu lấy chị đồng nào nữa đâu. Biết vậy rồi, cho nên tôi mới qua tôi năn nỉ ông nè. Thôi được rồi, nể tình là người quen, tôi sẽ bớt cho chị. Cảm ơn. 5 ngàn. Bớt 5 ngàn bớt chi vậy cha nội? Chị nói vậy đúng không? Vậy thì tôi không bớt nữa. Thôi, tôi đang bận công chuyện lắm, chị đi về giùm tôi đi. Công nhận nha, ông không phải là rể bà Đại mà tính y chang bả hả? Bà Đại liên quan gì ở đây hả? Tôi với chị không có thuận mua vừa bán thì thôi chứ. Ơi, sao không liên quan? Thằng Ba Thành á là con rể của bà Đại, mà nó là em ruột của ông. Em trai của tôi là rể của bà Đại chứ không phải là tôi đâu. Liên quan gì tới tôi? Thôi thôi thôi, bà đi về giùm tôi đi. Ây, chưa nói hết sao vậy? Bà còn muốn nói cái gì nữa? Ta nói á, ngày xưa ông cũng yêu con Hải đó. Ê, không chừng cái người giết Ba Thành là ông đó nghe. Bà nói bậy bạ cái gì vậy hả? Chứ gì nữa, tôi hỏi ông nè, thằng Ba Thành nó chết 30 năm rồi, hung thủ vẫn không tìm ra. Biết đâu hung thủ lại là cái người mà không ai ngờ tới. Đừng có ăn nói hàm hồ nghe chưa, nghe chưa? Bắt mới gì tôi phải giết em trai tôi. Thôi thôi, anh đi về đi, đi ra khỏi nhà tôi. Từ từ, để đổ nón lên, anh nắng quá. Hồi đó trong làng đã đồn thổi rồi đó. Tôi hỏi ông nè, Ba Thành nó khỏe như con trâu, trời đánh nó còn không chết nữa mà. Vậy thì ai có thể làm được việc này? Hung khí còn không tìm được, chỉ có thể là thân cận của nó mà thôi. Chưa hết, ông còn vội vàng dẫn cháu bỏ trốn. Để làm chi? Sợ cảnh binh bắt ông, đúng không? Bà im đi. Bỏ ra cho bà nó đi bác hai. Nói hết rồi, còn gì nữa đâu nói. Chậm. Vừa rồi con có nghe thì con đừng có để trong bụng nghe. Cái bà này bả nhiều chuyện, ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ. Chứ bác không có liên quan gì tới chuyện của cha con hết. Con chưa hỏi gì bác hai mà. Thì bác nói như vậy đó, con mà không nghĩ gì là tốt rồi. Con đói bụng quá, nhà có gì ăn bác hai? Có chứ. Con đợi bác hai nghe. Bác hai xuống nấu hủ tiếu rồi hai bác cháu mình cùng ăn. Từ sáng giờ bác cũng chưa ăn gì hết. Đợi bác hai nghe. Sự thật là như thế nào? Ai là người giết chết cha mình? Hay là tất cả những người trong bọn họ? Chậm. Chậm. Hỏi gì hỏi lẹ lẹ đi, tôi không có thời gian nhiều đâu nghe. Dạ, con muốn hỏi về chuyện ngày xưa của bà Hải. Có phải ngày xưa dì với bà Hải ở chung không chị? Trời ơi, hồi xưa tôi ở đợi cho nhà cổ đó. Rồi nói con Hải nha, hồi đó nó đẹp lắm, mà lại có ăn có học, người trí thức mà. Con trai ở làng nữa, bu nó nườm nượp luôn á. Vậy bà Hải lấy ông Ba Thành là do bị ép buộc hay gì? Bây giờ tôi hỏi cậu nghe, cậu thử nghĩ đi. Con Hải nó đẹp như vậy, nó có học, nó có trí thức, đúng không? Mà nó lấy thằng chồng á, là nông dân cục mịch, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Liệu vậy có phải là tình yêu không? Hay là ép buộc? Hả? Nhưng mà ông Ba Thành cứu gia đình bà Hải lúc nguy ngặt mà. Trời ơi, cái đó là do thằng Hai Nhẫn nó sắp đặt hết. Thằng Hai Nhẫn nó thích con Hải, mà nó không dám nói, nó mới gài thằng Ba Thành cho con Hải. Nó nghĩ là thằng Ba Thành khù khờ ngu ngơ. Trời ơi, cái gì ngu ngơ chứ, cái chuyện gái mà, thằng Thành nó đâu có ngu ngơ cậu. Đó, vậy là cuối cùng. Rồi, rồi ông Hai ông làm gì? Thì nó giết em đó chứ gì. Nó giết thằng Ba Thành, nó tính là thằng Thành chết đi thì con Hải sẽ thuộc vào tay nó. Ai dè nó bị thằng Thức tổng tay trên, nó tức học máu luôn. Cuối cùng hả, nó ghét quá nó dẫn thằng nhỏ bỏ đi biệt xứ luôn. Gì nói làm sao chứ, sao mà bỏ trốn? Nó bỏ trốn buồn mình chứ, mắc mới gì dắt theo thằng nhỏ làm chi cho vướng víu. Trời ơi, cậu không có biết gì hết.
Đó mới là ý đồ thâm hiểm của thằng Hai Nhẫn. Nó dẫn thằng nhỏ đi, nó nghĩ con Hải là mẹ là con Hải phải đi kiếm đứa con, đúng không? Mà ta nói người tính không có bằng trời tính, cậu ơi. Con Hải nó đâu có màng gì tới đứa con đâu. Nó cứ bù bám theo thằng chồng mới thôi. Cuối cùng thằng Hai Nhẫn mất cả chì lẫn chài, đáng đời. Nói với những lời nói phiến diện cái gì mà thôi. Phiến diện gì mà phiến diện? Cái câu chuyện đó ai cũng biết luôn á, ai cũng nghĩ như tôi hết. Không tin cậu đi hỏi đi. Mà hồi nãy giờ tôi nói chuyện với cậu mà tôi không biết cậu là ai luôn á. Mà làm gì phản ứng mạnh dữ vậy? Thế cậu là cái người mà tôi gặp ở nhà Hai Nhẫn lúc nãy đúng không? Dạ phải. Hả? Đừng. Dì yên tâm đi, con là Duy Long, con là nhà báo, con chỉ đi lấy tin để viết phóng sự thôi, không liên quan đến nhà Hai Nhẫn. Vậy là chỉ lấy tin tức nhà ông Nhẫn thôi hả? Dạ. Ông có quen với ông luôn? Dạ không quen. Hú hồn. Dì có biết tin tức gì về ba Thành đó, dì cho con biết với. Có một người biết rất là rành về ba Thành, nhưng mà giờ họ già lắm, họ bị lẫn lẫn rồi. Nhưng mà tôi đảm bảo với cậu á, là nói về ba Thành là họ nhớ răm rắp luôn. Dì cho con địa chỉ của người đó đi. Bà ở tận Long Xuyên lận, nhưng mà đường khó đi lắm. Không ai để tôi đi với cậu, tôi chỉ chỗ cậu cho. Bảy. Gì? Để tôi giới thiệu nghe. Cái cậu này là ký giả của cái báo à. Báo gì quên mất tiêu rồi. Dạ báo tin tức. Báo coi xong rồi tức đó. Chàng, bà nói cái gì vậy? Không phải, nó giống con Hải hơn. Bà nè, cậu nói thiệt cho tụi tôi biết đi, có phải cậu là cháu của Hai Nhẫn không? Dạ, nhưng mà cái này ý của con, không liên quan tới bác Hai. Ý trời, vậy là cậu là con của ba Thành thiệt hả? Thôi được rồi, có bà Bảy đây nè, cậu muốn hỏi gì bà hỏi đi. Sao giờ muốn nghe chuyện gì? Chuyện Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên hay là Võ Đại Lang? Nói gì vậy? Bộ cha với má con tệ lắm hả? Nói nào ngay, cha mày á thì thật thà tốt bụng, nhưng mà chỉ có cái tật xấu á là uống rượu vô hả, trời ơi, chửi cả làng cả xóm, mà về còn đánh vợ nữa. Cha còn đánh má con? Có phải từ khi ông Thức trở về, cha con đối xử với má con như vậy đúng không? Không có đâu. Má bay á, lấy cha bay là ngày nào cũng khóc ròng rồi, chứ không phải đợi khi ông Thức về mới khóc đâu con. Nhưng mà má con có thích ông Thức không? Nói nào ngay, lúc đầu thì má bay cũng giả đò làm ngơ, nhưng mà sau đó thích, nhìn thấy ổng là má bay mắt sáng rỡ liền. Giờ thử hỏi, một người học thức rồi đẹp trai như vậy, không mê mới là lạ. Tôi mà tôi còn mê mà. Nhớ không? Má con tệ vậy đó hả? Tao từng chứng kiến một cảnh động trời, nhưng thôi không nói đâu. Cái bà này, nhỏ đã cất công tới đây rồi, biết gì nói cho nó nghe hết luôn đi. Dạ. Cái hôm đó đó, tao thấy hai đứa đó làm chuyện mờ ám. Tôi xong rồi. Chuyện lúc nãy anh Hai nói, chuyện mà tôi từng thương thím đó là có thật mà, thì thím cũng đã nghe rồi đó. Anh Hai không cần phải nói đâu, em hiểu mà. Nhưng mà kể từ bây giờ anh Hai cứ vô trong nhà ở đi, để có chuyện gì em còn tiện chăm sóc, chứ anh Hai cứ ở ngoài này hoài em cũng lo lắm. Nhưng mà còn chú ba, tôi sợ chú ba buồn lắm. Em thấy cũng không có gì đâu, dù gì hai anh em
cũng là anh em ruột mà. Có gì thì hai anh em cùng tâm sự với nhau, chắc mọi thứ cũng qua. Trời ơi, cái chuyện kinh thiên động địa vậy đó hả? Hai người tính xài chung một vợ hả? Anh chồng, em dâu, ba ngày ban mặt, nói thương nhau, rồi chăm sóc cho nhau, thiệt là quá lắm luôn á. Cái thằng Ba Thành mới vừa đi khuất là hai đứa sáp vô, rồi á gần gũi như vậy. Hôm đó đó có tao đó, chứ không có hả, không biết đi tới đâu nữa. Thiệt là quá quắc. Còn quá hơn vậy đó con. Cái bữa má mày bỏ đi, rồi á cái thằng Hai Nhẫn á nó cũng bỏ xứ đi luôn, tan nát hết. Nè, thôi bà đây nha, tôi về trước nha. Nè, nè, cậu, cậu. Ủa vậy thôi hả? Thấy không, tôi nói có sai đâu. Ở đây còn có vài người biết chuyện rối ren của gia đình cậu. Cậu có muốn tôi dẫn cậu đi gặp người ta không? Mấy người đó là hàng xóm của cha con hả? Đúng rồi. Còn có một người rất là quan trọng nha. Biết đâu gặp ổng, cậu biết được người nào giết chết cha mình. Người đó là ai? Là cha Ba Hạp, em của ông Hai Thức, là nhân tình của má cậu đó. Vậy bây giờ dì đưa con tới nhà ông ấy được không? Được chứ sao không. Tới rồi, tới rồi. Dừng lại. Ê, Ba Hạp ơi, Ba Hạp, có nhà không? Ủa, trống quơ trống quắt vậy? U chèn, khóa cửa rồi. Cái điệu này là chắc chả lên Sài Gòn chơi rồi. Không có nhà Sài Gòn hả gì? Không, nghe nói đâu là nhà của đứa cháu gái. Ổng lên chợ ổng chơi. Ui, mình lên chợ nó chẳng qua xin tiền thôi. Gì? Ừ? Cháu gái của ông Ba Hạp có phải là con gái của ông Hai Thức không gì? Không biết nữa. Nhưng mà ông Hai Thức á, ổng ghét cha Ba Hạp còn hơn người dân nữa. Tại sao anh em lại ghét nhau? Có gì đâu lạ. Bởi vì ông Hai Thức á, là con của bà lớn, vừa học giỏi mà vừa làm cái gì cũng giỏi hết. Còn cha Ba Hạp là con bà vợ lẽ, học ngu rồi làm cái gì cũng dở. Đã vậy á, còn sanh tật là ăn chơi cờ bạc rượu chè bé bét nữa. Ta nói hễ mà không có tiền á, cái là về nhà ăn cắp ăn kiêu á. Cho nên ông Hai Thức ông ghét cha Ba Hạp như là con coi như con chó vậy đó. Hễ mà thích thì cho ăn, không thích đá ra ngoài đường. Vậy giờ ổng đi rồi làm sao vậy? Thì giờ mấy cậu lên Sài Gòn kiếm ổng đi. Vậy gì? Ê mà cậu đi mình đi nghe, tôi không đi đâu. Trên Sài Gòn tôi đâu có rảnh. Vậy nghe, thôi tôi đi à. Gì? Gì? Cha cậu chết quan nên linh lắm, cứ hiện hồn về hoài hả? Nên người ta lập miếu thờ đầu làng. Đây chính là cây miếu xuất hiện trong mơ của mình. Chắc chắn là cho cha của mình để báo mộng cho mình biết. Con không biết được là cha chết quá oan ức. Con ơi cha, khi nào chưa tìm được hung thủ để minh oan cho cha, con sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cha phù hộ cho con nghe cha.
Cũng may là mình tìm được cây ba toan gia bảo, chứ không thì đắc tội với tổ tiên. Đâu mà giờ này chưa thấy về nữa. Rồi không biết là có đi tìm người phụ nữ đó hay không. Ông ơi, khuya rồi sao ông ơi không vô ngủ đi, mình đứng ngoài đây làm gì vậy? Ông đang định đi tìm thằng Chẩm để giải thích cho nó hiểu. Bộ ông làm gì sai hả mà phải giải thích? Không có. Ông ơi ơi, má con nói á, nếu mà mình không làm gì sai mà mình giải thích chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Mà cha con á, mỗi lần đi nhậu say về nha là giải thích lòng vòng là má con hiểu rồi, cha con có lỗi rồi đó. Mà mỗi lần vậy á là má con trúng đầu cha con liền. Vậy theo con là bây giờ ông không nên đi tìm thằng Chẩm đúng không? Con cũng không biết nữa. Ông ơi, con nói bụng quá, không có gì ăn không? Cho con xin miếng đi. Thằng Bí này, đi vô trong cái chạn á, còn một ít cơm nguội với cá khô đó, lấy mà ăn. Dạ. Thằng Tí nó nói cũng đúng, chuyện chưa đâu ra đâu hết mà mình lại đi giải thích với nó thì có khi lại càng làm cho nó hoang mang thêm. Chuyện đã 30 năm rồi, cứ tưởng là mọi chuyện đã xong xuôi, ai dè đâu bây giờ lại rối tung lên. Cô Quỳnh ơi, cô Quỳnh. Dạ con đây, có gì không chú? Trời may quá, có cô ở nhà. Miếu ông bà có người chết. Có người chết thì chú báo với gia đình người ta chứ. Tôi không biết, tôi cũng không có dám vô. Nhưng sao chú chắc chắn là người ta đã chết? Tại tôi thấy chiếc xe gắn máy từ tối hôm qua tới giờ, sáng hôm nay cũng thấy, mà thấy người đó nằm bất động. Xe gắn máy? Khu này rất ít người chạy xe gắn máy. Có khi nào là anh ấy? Vậy mình đi nha chú. Đi lẹ đi cô. Dạ. Nhanh lên cô Quỳnh ơi. Ủa, hồi nãy chú còn thấy nằm bất động đây mà. Chiếc xe còn ngoài kia mà. Hả? Không lẽ má, má. Cô Quỳnh, ghê quá. Thì ra là anh. Sao cô biết tôi ở đây? Tại vì có người báo với tôi là có người chết trong miếu. Là người đó đó hả? Ừ. Mà cái gì trên tay anh vậy? Hình nộm. Tôi vừa phát hiện một bí mật. Cô có muốn biết không? Vô đây. Thấy chưa, chuyện ma quỷ ở đây là do người làm ra để hù dọa người ta, chứ không có phải là ma quỷ nào hết. Con rối này treo một gốc khuất, đến thời điểm thích hợp nó sẽ thành con ma không đầu. Nhưng ai có thể bày ra chuyện này? Tôi nghĩ không phải là người ở đây đâu.
vì họ không đủ trình độ để bày ra những chuyện như vậy. Chắc chắn phải là một người có học thức cao và ở nơi khác đến. Cha tôi đã chết cách đó 30 năm rồi, vẫn chưa tìm ra hung thủ. Bây giờ tôi phải điều tra từ đầu. Anh đừng có lo, tôi nghĩ có một người sẽ cho chúng ta đáp án. Ai? Người thủ từ của miếu. Nói là người thủ từ, nhưng miếu rất ít người viếng. Lâu lâu chú ấy mới tới đây thay dầu và rút chân nhang thôi. Cô biết nhà của ông ta? Đường ở miệng mà. Giờ mình đi thôi. Tại sao cửa phòng lại mở? Phòng của ba đâu ai được quyền vô đâu. Cậu hai. Chú Phí, chú làm cái gì ở đây? Tôi từ trước giờ cấm không ai được vào mà. Tại sao chú vô đây? Cậu đi ngoài đi. Cậu hai hiểu lầm rồi. Tôi... Sĩ, ba kêu chú Phi vô phòng đó. Ba, phòng của ba từ trước giờ không cho ai vô. Tại sao ba lại cho chú Phi vô? Ba tin chú Phi hơn tin con à? Cái thằng này. Anh làm bình tĩnh đi. Chắc có lẽ cậu hai hiểu lầm thôi. Tôi lấy được hồ sơ rồi. Bây giờ em với anh Lâm đi. Còn con nữa, con nói mệt xin nghỉ làm một bữa. Sao không lên phòng nghỉ ngơi đi? Còn nếu thấy khỏe rồi vô công ty làm việc cho ba, mau lên. Con mệt thiệt mà ba, con đi nghỉ đi. Mình đi. Sao ngồi đây vậy? Ôi, khuya rồi về nhà ngủ đi. Nè nè. Xác thì không còn được nguyên vẹn. Tôi nghĩ phải có ai giải quan này thì mới mong siêu thoát mà đầu thai kiếp sau được. Không lẽ làm con ma không đầu nghìn kiếp sau? Vậy lúc ba Thành còn sống, chú có biết ba Thành không? Biết chứ, ở cùng xóm mà. Từ khi chú ấy bán hết đất đai để trả nợ cho nhà cô Hải á, thì cả đầu trên xóm dưới
ai cũng nể phục chú ấy. Vậy lúc còn sống, chú Ba Thành có là người tốt không chú? Tốt, chú ấy rất là tốt. Nhưng mà từ khi chú ấy xa vô mà rượu chè đó, tâm tính chú ấy thay đổi, về quậy phá làng xóm, rồi đánh vợ, rồi chửi con. Có phải vì vậy mà bà Hải bỏ Ba Thành theo người ông khác đúng không chú? Vậy tại sao hai Thức lại giết Ba Thành? Cái đó là nghi vấn thôi. Ông Thức là đáng nghi nhất. Nhưng mà tôi nghĩ ông Thức là người có ăn học, không dễ gì vì một người phụ nữ mà ông bỏ hết danh vọng. Vậy có khi nào ông sai ông trai ông làm không? Chú nói ăn ba hạp à, nó nhát cấy. Cho dù ông Thức á, có ép có giết nó mà để mà giết Ba Thành á, nó cũng dám. Rồi có khi nào ông Hải nhận giết Ba Thành không? Tại vì con nghe nói ông có tình ý với bà Hải mà, đúng không chú? Ông Hải nhận á, là anh em ruột của Ba Thành, họ cũng thương yêu nhau lắm. Tôi nghĩ chắc Hải nhận không làm chuyện đó đâu. Nhưng mà còn một khả năng. Ý chú là còn một người khác nữa. Mà người này cũng không ai xa lạ. Người đó chính là bà Hải. Bà Hải? Chỉ có bà Hải mới có khả năng đầu độc Ba Thành trước. Khi Ba Thành đi tới miếu nhắm thuốc ngắt xỉu thì bà Hải mới ra tay sát hại. Không thể nào là như vậy được. Tại sao là không? Cô không nghe nói lòng dạ đàn bà sao? Bà ta đã cố ý bỏ chồng, nhưng mà bỏ bằng cách nào đây? Nói thẳng thừng ra là bỏ không được, còn bị chồng đánh chết. Chỉ có cách đầu độc chồng mà thôi. Nhưng mà thôi, đừng có nói chuyện này nữa. Ông Ba Thành không nghe, không buồn. Nói chung á, tôi cũng mong cho Ba Thành mau siêu thoát. Chỉ có người chết oan ức mới về làm phiền người sống. Vậy con cảm ơn chú. Xin phép chú không về. Xin phép chú. Chào hai đứa. Bà Trúc ơi. Ơi. Bà Trúc ơi, bà Trúc. Ừ, chuyện gì? Trời ơi, chúc mừng bà nghe. Chúc mừng chuyện gì? Con gái với con rể bà về bà không mừng hả? Con gái con rể tôi về hồi nào? Trời ơi, còn giấu nữa hen. Tôi thấy hai đứa tụi nó nắm tay nhau đi chợ ở thị xã đó. Mà không nhận, con rể của bà bô trai ghê vậy đó. Mà con gái cũng sắc nước hương trời nữa. Hai đứa tụi nó đẹp đôi lắm. Bà nói ai vậy ta? Thằng Sĩ nó đâu có xuống đây? Hay là thằng Lóng? Bà đi về đi. Nếu bà cảm thấy thằng đó nó bô trai đó thì bà đem con gái của bà gả cho nó đi. Chứ còn tôi đó, tôi không bao giờ đem con gái của mình gả cho con của hạng người vừa nát rượu vừa ăn trộm kia. Cái bà này kỳ ghê á. Người ta báo tin không có cảm ơn một tiếng và đuổi người ta về nữa là sao? Báo tin không có vui, cho nên tôi không có thích. Bà đi về đi. Về thì về. Kỳ cục. Đi thị xã thì đi một mình đi, dắt theo thằng đó làm cái gì. Được rồi, về đây biết tay tôi. Sắp tới anh tính sẽ làm sao? Đi tìm sự thật về cái chết của cha mình. Có ơn báo ơn, có oán báo oán. Nhưng không phải chuyện đã qua 30 năm rồi sao? Chuyện đã qua 30 năm rồi, nhưng người ta ở trong qua đâu.
Cha tôi bị chết oan và vết nhơ đã không bao giờ rửa sạch được. Người ta lập miếu thờ vì cha tôi bị chết oan, linh hồn không siêu thoát được. Cô không thấy đó sao? Tôi... Nếu người đó là cha của cô không cho qua luôn hả? Để cho người đời đồn từ đời con tới đời chồng và bích nhơ đó không bao giờ gột rửa được. Và chỉ có tôi, chỉ có tôi giúp được cha của mình. Nhưng mà đến tận bây giờ tôi cũng không biết ai là người giết chết cha của mình, là gã nhân tình của mẹ tôi hay là gã em trai của hắn. Và thậm chí bác ruột của mình cũng có thể là hung thủ giết chết cha của mình. Vậy con má của anh có tính gặp lại bà ấy không? Có một người má thất lạc 30 năm thì cô muốn gặp lại không? Có chứ, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất mà. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn gặp lại má của mình. Nhưng không phải nói những câu đại loại như là: má ơi, con yêu má lắm, con nhớ má lắm, mà tôi chỉ muốn hỏi bà ta một câu: tại sao vậy? Tại sao mà anh ta có thể nhẫn tâm bỏ rơi con của mình đi theo một người đàn ông, mà người đàn ông nó có thể là hung thủ giết chết chồng của mình? Tôi nghĩ là không có người mẹ nào nỡ bỏ rơi con của mình hết. Chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó. Cô nói đi, nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì khiến một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con của mình? Bao nhiêu năm qua tôi sống cực khổ thế nào bà ta có hiểu hay không? Những người ngoài như cô có hiểu hay không? Một đứa trẻ tuổi thơ thì mất cha, suốt quãng đời thơ ấu thì bị mẹ bỏ rơi. Cô không bao giờ hiểu được, mọi người không bao giờ hiểu được khi những đứa trẻ có cha có mẹ tôi chỉ cảm thấy tủi thân thôi. Còn cô có hiểu được hay không? Người ngoài có hiểu được hay không hả? Tôi thật sự xin lỗi. Anh không sao chứ? Tôi mới phải là người xin lỗi. Tôi xin lỗi cô vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến cô, khiến cho cô phải bận tâm. Tôi xin lỗi. Ôi là trời ơi là trời, lại đi với cái thằng trôi sông lạc chợ này nữa. Ôi trời ơi, sớm người ta đồn khắp nơi hết trơn nè, cái mặt tôi không biết dùng ở đâu nữa. Má, con với anh Long đâu có gì đâu má. Anh Long với con chỉ là bạn thôi. Con đang giúp ảnh điều tra chuyện của cha ảnh mà má. Ai mượn, ai sai, ai biểu? Chuyện của gia đình ta biết cái gì hả? Còn cậu nữa, cậu muốn truy tìm cái người hại cha cậu lắm phải không? Tôi biết nè. Ngồi xuống đi, tôi kể cho mà nghe. Dạ. Không cần tìm đâu xa hết trơn. Không phải bác cậu thì là má cậu đó. Vì hai người tư tình với nhau mà. Nói gì kỳ vậy má? Không có kỳ gì hết trơn á. Tặng kẹp cho nhau không phải tư tình chứ là cái gì? Gì nói tặng kẹp? Thì má cậu đó thích hoa sen lắm mà. Có giàu không? Ông hay nhẫn không nhờ tôi gọi má cậu ra để tặng bông và tặng kẹp để tỏ tình. Không biết sao ông muốn tặng. Sau đó nghe mọi người nói ông còn giữ cái kẹp ở bên mình.
ở vậy không chịu lấy ai hết. Gì? Có phải cái kẹp hình hoa sen đúng không? Nó đó. Còn làm gì vậy? Đưa cho bác. Đây không phải là đồ chơi của con. Bác Hai cấm con lục lọi đồ của bác Hai nghe chưa? Nhưng mà bác Hai giữ đồ của con gái làm chi vậy? Đây là đồ kỷ niệm của bác Hai. Mà bác Hai dặn nè, con không được tự ý lục lọi đồ của bác Hai, con nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi bây giờ nè, tôi bày cậu nè. Cậu kêu con Hải về đây đi, nó sẽ nói hết cho cậu nghe. Nhưng bây giờ con biết tìm má con ở đâu bây giờ? Thì đăng báo, cậu là nhà báo mà, biết cách nào mà. Đăng lên một tìm người, rồi nói là sở thích của má cậu á. Nó thích hoa sen lắm. Hồi lúc mà nó còn là tiểu thơ con nhà khuê cát đó, ngày nào cũng ra ngoài hồ hái cành hoa sen vô ướp rồi nấu trà uống. Cho tới ông ngoại cậu Khánh Kiệt đó, không còn cái gì đó, mà nó vẫn còn giữ cái sở thích đó. Đúng là chẳng ra làm sao hết. Má đừng có nói lung tung nữa mà. Xin lỗi anh nha, anh đừng có để ý lời má tôi nói. Dạ, bây giờ con phải về rồi. Con chào dì. Anh về trước nha. Rồi đó nghe, má chỉ nhận thằng Sĩ làm rể thôi đó. Còn thằng nào mà bước vô đây đó, má lấy chổi má quét nó ra khỏi nhà đó. Không cần tìm đâu xa hết trơn. Không phải bác cậu thì là má cậu đó. Vì hai người tư tình với nhau mà. Chú ba, chú có linh tiên thì chú phù hộ cho thằng Chẩm. Anh sợ với bản tính của nó, khi mà nó biết được sự thật, nó sẽ không bao giờ nhắm mắt cho qua. Anh còn sợ vì những chuyện của đời trước sẽ làm cho nó tiếp tục sống trong đau khổ. Nghe chú ba. Mấy hôm nay con đi đâu mà không nói cho bác Hai biết vậy? Bác Hai lo cho con lắm đó. Con có chuyện muốn hỏi bác Hai. Mong là bác Hai đừng có giấu giếm cái gì hết. Con muốn biết tất cả sự thật có được không? Được rồi, con muốn biết cái gì bác Hai cũng sẽ nói cho con biết hết. Nhưng mà trước hết con ăn cái gì nghe? Nhìn con hốc hác quá kìa. Con đuối không có nổi đâu, bác Hai đừng có mất công. Đợi bác Hai nha, bác Hai xuống dưới nấu cho con ăn. Chấm, con muốn biết sự thật về cái kẹp này. Tại sao con lại muốn biết về cái kẹp này? Bác Hai từng nói với con, cái kẹp này là của người con gái trong lòng bác Hai. Bác Hai nói đi, người trong lòng bác Hai là ai? Người con gái đó là ai? Có phải là má con không? Bác Hai nói đi. Bác Hai đừng có lừa gạt con nữa, con được không bác Hai? Bác Hai nói đi, tại sao bác Hai không nói được? Bác Hai nói đi. Đó, cái kẹp tóc này nó có liên quan tới má con. Nhưng má con chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Thì đó là món quà. Đó là món quà mà má chưa bao giờ trao đến tận tay má con. Nhưng mà sau đó đó, nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Nhưng mà điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa chậm à. Miệng bác Khai nói thì nó không còn quan trọng nữa, nhưng hành động của bác Khai thì phủ nhận tất cả. Không lẽ đúng như những người ta nói, bác Khai và má con, bác Khai và má con có gian tình với nhau đúng không? Chẳng con nói cái gì vậy? Bác Khai nói đi, tình cảm của má con với bác Khai là gì? Mối quan hệ của bác Khai với má con là gì? Bác nói đi, tại sao bác Khai không nói được? Tình cảm của bác Khai với má con là gì? Không phải là bác Khai không muốn nói, nhưng mà thực sự bác Khai không biết mở lời như thế nào. Nhưng mà chấm à, bác Khai không bao giờ muốn con hiểu lầm bác, và bác Khai cũng không bao giờ muốn lừa dối con. Bác Khai chưa bao giờ lừa dối con. Bác Khai chưa bao giờ lừa dối con hết. Tại vì bao nhiêu năm qua thì sao? Bác Khai lừa dối con bao nhiêu năm qua? Uổng công con luôn luôn tin tưởng bác Khai, coi bác Khai là người thân duy nhất trong đời của mình. Chấm, con hiểu lòng bác rồi. Chấm ơi, nghe bác giải thích đi chấm. Chấm, nghe bác giải thích đã. Chấm, chấm ơi. Chấm, chấm, chấm ơi. Tiếng đàn là tiếng chấm. Đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu này. Chấm, thương lòng tôi phần kia. Chấm ơi. Mọi chuyện không có như con nghĩ đâu. Chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Ở đây là đâu à? À, đây là cái miếu ông Ba nè. Người ta hay gọi là cái miếu quan khóc. Đúng rồi, đúng là cái miếu quan khóc. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, bạn bè giết nhau, con giết cha. Con giết cha thì chưa có, nhưng mà sau này biết đâu chừng. Chào bạn Hiền. Hôm nay tao ra nhậu với mày nha. Bác anh, mày đừng có giận tao nha ba thành. Tao không phải là người sống bất nghĩa đâu. Tao không có phải là người tan tận lương tâm đâu. Tao làm như vậy là bị bắt buộc. Tao nói thiệt. Ba Hạp, mày không phải là con người. Mày sống tan tận lương tâm rồi. Mày chết đi. Mày chết đi. Ba Thành, mày đừng có giận tao nha. Tao hứa là tao để dành tiền, tao nhịn ăn,
Tao vô đây, tao cúng mày, tao nhậu chung với mày để mày khỏi bị cô đơn. Mày hứa với tao là mày đừng có về gặp tao nữa nghe ba Thành. Tao xin mày luôn. Tôi biết làm có chuyện buồn rồi mới kêu tôi qua đây nhậu, nhưng mà cái tầng của tôi nhậu là phải có mồi, bây giờ uống lia lịa vậy hoài một lát tôi xỉn trước ông á, chưa có kịp tâm sự luôn á, không có mồi nhậu luôn á hả? Có mồi, có mồi. Trời ơi, gái đẹp, có mồi, có mồi nè. Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cô đâu, cô đi về đi. Vậy sao đuổi con ta? Ai à? Người quen hả? Không phải, người đeo bám và kẻ thích làm phiền. À, té ra cô làm cho Long buồn. Thôi, cô về lẹ đi, ở đây một hồi nó xỉn rồi nó quýnh luôn á. Không đi, phải, đi. Tôi không buồn cổ, mà tôi buồn chuyện khác. Ủa gì hả? À, buồn chuyện khác là được rồi. Hồi nãy nghe nói có mồi phải không? Để lên. Ủa mà sao cô biết nó nhậu không có mồi mà cô đem tới hay cô vậy? Thì hồi nãy đó, ảnh vừa mới nói em là kẻ chuyên đeo bám và làm phiền nên em mới biết á, là ảnh nhậu không bao giờ có mồi. Này, chí lý, chí lý. Rồi, bây giờ có rượu, có mồi, có bạn nhậu luôn. Ba đứa tụi mình ngồi xuống nhậu đi. Ngồi xuống. Uống đi. Bây giờ ba đứa mình nhậu y như ba người đàn ông này. Có chuyện gì mình cứ tâm sự thẳng thắn đi. Chính xác. Hai anh nó đừng có ngại ngùng gì hết trơn á, cứ có cái gì buồn cứ nói ra hết, cứ coi em như là một người đàn ông vậy đó. Ờ không, ý em là một người vô hình, cứ nói chuyện thoải mái. Hay quá ha. Bây giờ có mồi ngon nè, có bạn cùng chung chí hướng nè, nhậu nó cũng vui hơn nữa. Ừ. Có chuyện gì buồn vậy? Ừ. Buồn chuyện gì nói ra đi, ngồi uống hoài vậy? Bình thường tôi đâu có thấy ông uống nhiều đâu. Ủa, nhà Văn Duy Lâu mà cũng có chuyện buồn nữa hả? Sao không buồn? Nhà Văn với bộ thần thánh hay sao không buồn? Không, ý em không phải như vậy. Ý em là nhà Văn thì người ta sẽ lúc nào cũng vui vẻ và tích cực. Bây giờ xung quanh người ta có quá trời người yêu quý mà. Sai sai, nói vậy là sai bét. Nhà Văn, nhạc sĩ, nhà thơ, cảm xúc người ta luôn luôn nhiều hơn người bình thường, cho nên khi mà người ta buồn, người ta vui gì nó cũng nhiều hơn hết á. Tôi nói đúng không? Đúng không? Em không biết. Xin lỗi anh Duy Long nha. Cô không cần phải xin lỗi đâu. Sẵn có mặt hai người ở đây, tôi muốn hỏi hai người một chuyện. Anh hỏi đi, em sẵn sàng trả lời. Ừ, ngon. Mày bớt ăn bớt nhai lại giùm tao được không? Qua ăn nhậu mà không cho ăn, tôi về luôn cho rồi. Tôi hỏi hai người nè, hai người nghĩ sao khi một người họ phạm lỗi với người khác nhưng người ta lại nhận con của người đó về để mà nuôi, và lỗi này rất là nghiêm trọng, có thể nói là trọng tội. Hai người nghĩ sao? Em thấy rất là bất hợp lý. Bởi vì nếu như một người đã phạm lỗi thì người ta sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi, trốn tránh, thì làm sao có thể dám đối mặt với người thân của đối phương được. Anh lại không nghĩ như vậy.
anh nghĩ là cái người đó đó, một là đang hối lỗi, còn hai là muốn che đậy cái tội lỗi của mình, cho nên mới nhận cái đứa nhỏ con của cái người mình đã hại về làm con nuôi để gì, để chăm sóc hồng là cái gì, để khỏa lấp tội lỗi của mình. Hay thiệt nha, đúng là nhà văn nhà báo có khác, chuyện như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra, rất là sáng tạo, rất là lôi cuốn, quá giỏi quá giỏi. Trời ơi, em khen anh bằng thừa. Quá giỏi luôn. Ui. Giỏi 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 gì? Đi về hết đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Vậy mới mồi em ra chưa uống miếng nào, chưa ăn miếng nào đủ vậy? Uống ăn đúng không? Nè. Mình chưa ăn đi. Cô nữa, cầm cái này. Đi về. Đi. Đi về. Đi vậy. Đi về thôi. Mà anh về lâu. Trời, mày làm gì vậy? Không nói gì. Đi về. Buông ra. Đi về nhà mà. Ê, Dì Long, Dì Long, mày khùng rồi hả? Ủa, anh có làm gì cho anh buồn không vậy? Không. Cô có làm gì nó buồn không? Không. Mình không làm cho nó buồn, vậy mà nó làm hai đứa tụi mình buồn. Thằng kỳ thiệt chứ. Thôi đi về đi, để mì ăn. Ê, cô có ăn không? Không. Nên cho tôi đi. Vậy cho tôi đi. Thôi gì về, đứng làm gì nữa. Chậm ơi, đừng có bỏ bác mà chậm ơi. Chậm ơi, nghe bác hai nói chậm. Con tí nè ông hai ơi, con là tí nè ông. Anh chậm, anh đi lên Sài Gòn rồi ông ơi. Từ lúc ảnh đi tới giờ, ông hai bị mê man. Ông ơi, ông, con đưa ông vào nhà thôn nha. Trời ơi, sao chén không nóng quá vậy? Để con kêu người lại giúp ông. Má ơi, má, ông hai gặp chuyện rồi. Má ơi, đừng có bỏ bác hai đi. Trời, tại sao mọi chuyện ra nông nổi này hả cha? Bác hai là người con tin tưởng nhất, mà bây giờ con biết là con tình nghĩa vậy mà. Nếu bác hai là kẻ giết cha, ông trời quá tàn nhẫn với cha con mình. Chú trả lời con đi cha, mọi chuyện là như thế nào hả cha? Ông làm gì như người mất hồn vậy? Hôm nay tôi mệt lắm. Ông chủ á, biết ông lên Sài Gòn rồi, kêu tôi qua nhắn là ông lên tòa soạn đi. Thì ông nói với ông á, tôi ở nhà suy nghĩ tưởng chuyện dài nhiều kỳ là được. Ông nói cũng có lý ha. Với lại từ trước tới giờ á, ông đâu có làm giờ công chức đâu. Ê, công nhận nha, nhà văn nổi tiếng có khác ha. Ông làm tôi ganh tị với ông ghê luôn á. Nói xong rồi thì về đi. Ê, 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 cái gì vậy? Dì Long, Dì Long, Dì Long.
Trời đất ơi, bị đóng sập cửa lần thứ hai trong vòng chưa đầy 8 tiếng đồng hồ. Ông chơi kỳ lắm nha Long. Nói xin nghỉ làm việc rồi mà. Cô đã nói là không tiếp khách rồi mà. Ngay cả tôi mà anh cũng không tiếp hả? Xin lỗi Quỳnh, tôi không có nói Quỳnh. Tôi nói là nói anh bạn đồng nghiệp của tôi kìa. Hồi nãy tới đây làm phiền thôi, Quỳnh đừng có hiểu lầm nha. Tôi có tới tòa soạn, mọi người nói hôm nay anh mệt không đi làm. Trên đường ghé đây tôi có mua ít đồ ăn, hy vọng là anh thích. Quỳnh làm tôi ngại quá. Mời Quỳnh ngồi. Quỳnh biết không, hôm qua tôi không về nhà ngay mà tôi về thẳng Vĩnh Long luôn. Quỳnh uống nước đi. Và bác tôi đã thú nhận là có tình ý với má tôi thiệt. Vậy thì hai người đó thật sự là... Cái chuyện đó thì tôi không dám chắc, nhưng mà bác hai tôi có tình ý với má tôi là thiệt. Không ngờ chuyện gia đình tôi lại buồn đến vậy. Anh từng nói bác hai anh rất thương anh. Chẳng lẽ nào bác anh với má anh lại có thể... Mọi người ai cũng nói, với lại chính miệng bác hai tôi cũng thừa nhận rồi, thì làm sao mà hiểu lầm được không? Long ơi, có điện tinh tới. Long ơi, có điện tinh giao cho anh nè. Cảm ơn anh. Thôi tôi về nha. Có chuyện gì vậy anh? Bác anh bị bệnh nặng kìa, anh nên về quê coi thử. Coi bác anh như thế nào hả? Chắc là ông ấy gạt tôi thôi. Mới gặp hôm qua, làm sao bị gì được. Nhưng lỡ có chuyện gì thật thì sao? Tôi không có hù anh đâu. Tôi là bác sĩ, tôi luôn chứng kiến chuyện kẻ ở người đi một cách vô thường. Lỡ như mà bác anh có chuyện gì á, anh sẽ là người hối hận nhất á. Cô này đúng. Bây giờ tôi về Vĩnh Long liền, coi ông ấy có bị gì không. Tôi đi với anh nha. Nam Nhi đại trường phu, làm sao ngồi sau lưng phụ nữ để phụ nữ chở được? Làm sao mà không được, tay em run quá kìa. Để tôi lái xe an toàn. Nhanh xuống. Nhiệm vụ của anh á là xích ra đằng sau để cho tôi lái. Tôi là bác sĩ, tôi muốn hai đứa mình đi đến nơi về đến chỗ mà an toàn, nghe không? Lùi lại. Trời ơi,
Trời đất ơi, con làm cái trò gì vậy? Thì từ từ, giờ nấu máy sao? Rồi bước xuống đi. Bước xuống. Xe tôi xe côn á, cô chạy được không? Giao mổ khó như vậy tôi còn cầm được mà, huống chi là ba chiếc xe này. Nhưng mà bây giờ chạy sao? Bắp tay mà già vô. Bắp mà già. Cật số xuống. Cật số. Xuống ga từ từ. Xuống ga từ từ. Bắp. Ai á. Tôi sẽ cam đoan với cô, chúng ta sẽ đi đến nơi về đến chốn. Còn nếu như cô mở miệng ra khiến tôi phân tâm, tôi không cam đoan là chúng ta đi đến nơi về đến chốn nha. Hiểu chưa? Nhưng mà giữa đường anh chạy nhanh quá, tôi muốn kêu anh chạy chậm lại. Tôi có được nói không? Ê, sao vậy? Đó, cô thấy chưa? Cô vừa mở miệng là khiến tôi phân tâm rồi đó. May là chúng ta chưa chạy đấy nha, mà chúng ta còn đứng đây. Nếu chúng ta đang chạy thì chúng ta không đứng dậy đâu, mà chúng ta lủi xuống ruộng kìa, cà cái mặt cho ruộng kìa, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đúng rồi, thái độ rất là tốt, miệng rất nhiều chứ. Đi nha. Ăn đi ông. Không ăn đi. Anh Giảm, anh về rồi. Ông mong anh nhiều lắm đó. Ông Hai ơi, anh Giảm về ông Hai ơi. Bác Hai. Con chào bác. Con là Trúc Quỳnh, bạn của anh Long à. Chào con. Cuối cùng con cũng chịu về rồi. Anh Giảm, em hết nhiệm vụ rồi nha. Anh đút cho ông ăn đi nè. Bác Hai sao rồi? Bác không sao, con đừng có lo cho bác. Bác Hai không sao là tốt rồi. Mình về em. Anh Giảm! Ông nói dối đó, để cho anh đừng có lo. Hôm qua anh đi, ông chạy theo anh, ông bị té xong rồi phát sốt, nằm mê man luôn. Vậy hả? Để chị khám cho ông nha. Dạ. Bác ơi, để con khám cho bác nha. Bác không sao đâu. Bác yên tâm đi, con là bác sĩ, con khám được mà. Bữa đó, ta từng chứng kiến hai người họ ở dưới nhau ở trong cái chuồng bò đó, làm chuyện mờ ám lắm. À, thằng Thái Nhẫn á hả, nó còn nói thương má mày nữa. Chuyện tôi từng thương thím là có thật mà. Lúc này thím cũng đã nghe rồi đó. Theo như con thấy, bác chỉ bị cảm nhẹ thôi. Để con kê đơn thuốc cho bác thì mọi chuyện sẽ ổn. Cảm ơn con nha. Được bác sĩ tới tận nhà khám, vậy là bác yên tâm lắm rồi. Chậm. Có lẽ đây là lúc bác cần phải nói rõ những hiểu lầm của con với bác. Con có muốn nghe không? Tí ơi, hay là em dắt chị ra ngoài dạo vườn đi. Tự nhiên chị muốn biết là trong vườn bác Hai có những loại cây nào á. Được chứ, chị đi theo em nè.
Có chuyện gì bác nói đi, con nghe nè. Cho bác hai xin lỗi vì đã che giấu chuyện của cha con. Chẳng qua là bác muốn... Chuyện đó con biết rồi, bác kể con nghe rồi mà. Con muốn nghe cái khác kìa. Đây chính là món quà đầu tiên mà bác hai định tặng cho má con. Nhưng bác chưa kịp tặng thì bác đã biết được cha con cũng phải lòng má con. Hải! Hải! À, tôi, ba Thành à. Có chuyện gì không? Tôi thương Hải thiệt lòng. Tôi nói thiệt mà. Hải nha. Tôi... Hải. Sau đó hai người lấy nhau, bác định chôn giấu hết chuyện tình cảm của mình vào trong lòng. Chỉ biết làm gì khi người mình thương lại trở thành em dâu của mình. Sao anh hai chưa ngủ nữa? Tôi chưa có buồn ngủ. Với lại tôi ra đây tôi thấy mát mẻ hơn. Anh hai, cho em hỏi chuyện này nha. Chuyện gì vậy Thím Ba? Thím cứ hỏi đi. Sao anh hai chưa chịu lập gia đình nữa vậy? Trước đây anh hai có từng thương ai không? Có chứ. Trước đây tôi đã từng thương một người. Vậy là anh hai chắc cũng thương người ta lắm ha. Nhưng mà người ta có thương lại anh hai không? Tôi cũng không biết nữa. Tại vì tôi không dám nói cho người ta biết. Trời, sao anh hai lại không nói? Mình thương là mình phải nói chứ. Vậy bây giờ người ta ở đâu? Nếu như em có thể giúp được là em sẽ giúp liền. Dù gì em cũng là phụ nữ, em sẽ nói chuyện với người ta, biết đâu người ta cũng thương lại anh hai thì sao? Bây giờ người ta lấy chồng mất rồi. Lấy chồng rồi hả? Vậy thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng dù sao anh hai cũng cần lập gia đình để có người phụ nữ nâng khăn sửa túi cho anh hai sau này nữa. Chứ anh hai cứ ở một mình như vậy hoài, em thấy tội nghiệp cho anh hai quá à. Có gì đâu mà tội nghiệp Thím ơi. Tôi thấy tôi ở vậy cũng quen rồi. Mà thôi, mình đừng có nói chuyện này nữa nha Thím. Cũng khuya lắm rồi. Thím vào trong coi thằng Chẩm đi. Dạ, vậy thôi em vô trọng với thằng Chẩm với anh Thành. Anh hai ngồi đi xíu rồi vô nha, chứ không sương xuống là lạnh lắm. Em vô rồi. Nha. Rồi sau đó bác hai luôn tơ tưởng tới má con chứ gì? Chuyện tình cảm mà, đâu phải nói muốn quên là quên được đâu con. Nhưng mà dần dần nó chuyển thành tình thân gia đình lúc nào bác không hay. Từ lúc má con lấy cha con, bác đã tự nói với lòng là chỉ luôn coi má con là em dâu trong nhà, không hơn không kém. Còn chiếc kẹp này, nó chỉ là một kỷ niệm của một thời thanh niên bồng bột, nên bác luôn giữ nó bên mình. Chứ không phải bác cố tình giữ lại, đợi ba con chết rồi hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau hả? Không, không bao giờ bác nghĩ như vậy. Làm sao mà bác có thể làm được cái chuyện tán tận lương tâm như vậy? Con đừng có nghe người ta nói bậy. Con có thể không tin bác, nhưng con phải tin má con. Con phải tin vào sự trong sạch của má con. Chưa bao giờ bác con có tình cảm với bác. Thôi được rồi, bác không cần nói nữa. Một người thì khuất mặt khuất mày, một người thì luôn nói tốt cho mình. Bác kêu con tin hả? Bác nghĩ con tin không?
Thôi thì cứ để thời gian đi, thời gian sẽ trả lời. Chẳng, con phải nghe bác nói. Dạ. Anh coi nè, em hái quá trời trái cây cho chị Quỳnh luôn á. Cô Quỳnh, cô có cái anh trực ở nhà thương đúng không? Để tôi đưa cô về. Hay là anh ở lại chăm sóc bác hai đi. Em tự bắt xe đò về cũng được mà. Làm vậy sao được, mình đi. Anh Chảm, anh mới vừa về mà anh lại đồ đi nữa rồi. Không còn bị bệnh mà, một mình em sao mà lo nổi. Dạo này ông bị bệnh, ông khó tính lắm. Tí. Dạ. Mày coi ông là gánh nặng của mày hả? Ông không phải là gánh nặng của ai hết. Ông tự lo cho ông được. Tí, ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc cho ông. Mình đi à? Dạ con chào bác. Chị về nha. Ông hai, anh Chẩm về sao không giữ anh lại? Ông hai mong ảnh về lắm mà. Ông kỳ quá. Người ta đã muốn đi, cô giữ cũng vô ích. Tại sao cứ đòi dừng xe hoài vậy hả? Bận đi cũng dừng xe, bận về dừng xe. Tại sao? Tôi chuyện gấp lắm. Tại sao anh lại xung đột với bác anh như vậy? Anh có thể tin lời phiến diện của người ngoài mà không tin cái người đã nuôi nấng anh lớn đến như này? Xung đột gì mà xung đột, phiến diện mà gì phiến diện. Người sát với ta nói chắc chắn là đúng rồi, mà có phải một người nói đâu. Bác hai ông đã thừa nhận đã có tình cảm với má tôi, thì chắc chắn bác hai ông có thể là người giết cha tôi để mà chiếm đoạt má tôi. Tôi phải điều tra cho rõ. Nhưng anh thật sự tin bác anh là người như vậy? Thôi được rồi, chị anh về Sài Gòn trước đi. Tôi sẽ quay lại chăm sóc bác anh. Tôi là bác sĩ, tôi không thể thấy người ta bị bệnh mà không chăm sóc được. Nè, nè, ăn đi ông. Không ăn đi, cháu ngủ chân luôn rồi nè. Con chào bác hai. Con chưa về hả? Thằng Chẩm đâu rồi? Dạ, anh Chẩm về lại Sài Gòn rồi. Con muốn quay lại chăm sóc bác nên ngày mai con sẽ bắt xe về ạ. Chắc là nó giận bác lắm hả? Chị ơi, ông muốn có chịu ăn, chị khuyên ông giúp em đi. Con thấy tình hình sức khỏe của bác bây giờ là nên ăn uống đầy đủ á bác. Bác đừng nghĩ đến chuyện anh Long nữa hả? Bác không muốn ăn. Con thấy cháo này nguội rồi, để con hâm lại nha bác. Tí em dìu ông vô trong đi, chị thấy ngoài này gió lắm á. Dạ. Đi không? Mà anh vô chăm bác anh đi. Tôi không vô đâu, tôi quay lại để rước cô. Cô có về không? Nếu cô không về tôi về trước, ở lại chăm sóc giùm bác tôi. Rõ ràng là muốn chăm sóc bác mình, sao phải cố cứng đầu chứ. Dạ hôm nay anh Lâm tìm em có chuyện gì không? Việc tôi nhờ cậu điều tra tin tức về thằng Chẩm. Cậu làm tới đâu rồi? Vẫn chưa có tin gì anh ơi. Vậy à? Kiểu gì tôi cũng phải sớm tìm ra thằng Chẩm. Chứ suốt ngày vợ tôi cứ nhắc về nó, tôi cũng mệt.
Anh Lâm đúng là người thương vợ mà. Cậu lại nói quá lời rồi. À, dạ. Cái vụ tôi nhờ cậu theo sát kìm cặp thằng Sĩ với con Hân, cậu nhớ lưu ý nha. Cái đó anh Lâm yên tâm đi. Kể cả chuyện tình cảm nữa, tôi không muốn bất kỳ đứa nào phạm phải sai lầm, nhất là con Hân. Thân con gái mà, sai một ly đi một dặm. Dạ em biết rồi. Làm cái gì mà về trễ dữ vậy không biết nữa. Biết gì hồi nãy mình đứng ở tòa soạn đợi ảnh luôn cho rồi. Lại là cô nữa hả? Sao cô rảnh rỗi vậy? Cô cứ tới đây hoài vậy? Riết tôi tưởng tôi với cô ở chung nhà không đó. Anh thấy em phiền lắm đúng không? Em tới đây em xin lỗi anh á, vì cái chuyện ngày hôm qua không biết em nói gì mà làm anh nổi giận nữa. Nên là hôm nay em có đền bù cho anh. Hôm qua em lấy đồ ăn của anh đem về nhà, hôm nay em mang đồ ăn của em tới nè. Cảm ơn cô nha. Tôi vừa mới ăn no xong, cô đem về ăn đi. Vậy thôi, mình nói chuyện khác nha. Bao giờ anh ra tiểu thuyết tiếp vậy? Em với cái độc giả hâm mộ rồi rất là nóng chờ á. Cô tránh ra đi, tôi vô nhà nè. Ê, mà anh Duy Long nè, em hỏi cái này nè, hỏi một câu nữa thôi. Cái câu chuyện hôm qua mà anh hỏi em với anh Nam á, là câu chuyện của tiểu thuyết mới hả? Là sắp tới anh sẽ viết chuyện kinh dị, chuyện trinh thám, hay là chuyện tâm lý, không biết chuyện tình cảm nữa hả? Cô nhiều chuyện thiệt luôn á. Bây giờ tôi nhận đồ ăn của cô là cô về đúng không? Ừ. Vậy đưa đây. Rồi, về giùm tôi cái đi. Nè, hủ tiếu ngon lắm á. Nhưng mà nó hơi nguội rồi, tại em đứng đây đợi anh cả tiếng đồng hồ. Nên anh nhớ hâm lại đồ ăn nha. Tôi biết rồi, tôi lớn rồi mà. Cô về đi. Dạ. Mà anh nhớ đừng có bỏ hủ tiếu của em nha. Nhớ phải ăn á. Cô gái đúng là kỳ quặc. Cứ bàn về chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Làm như mình rành viết chuyện lắm không bằng. Đúng rồi. Tại sao mình không dùng khả năng viết chuyện của mình để điều tra vụ án? Phút yếu đuối của người vợ đã gây ra cái chết thương tâm cho chồng, và ân oán đến 30 năm sau vẫn chưa chấm dứt. Cậu đang viết tiểu thuyết đúng không? Nhưng mà cuốn tiểu thuyết đó con viết chưa xong. Có sao đâu, tôi chờ. Nhưng cậu phải ký hợp đồng với tôi, chứ không mai mốt cậu bán cho nhà xuất bản khác là chết à. Vấn đề ở đây là con chưa viết xong, cho nên con chưa biết cái kết như thế nào, thì làm sao ký hợp đồng với chú được. Này nó có vui, đừng giỡn vậy, kỳ lắm. Không, con nói thiệt. Nhưng mà nếu chú muốn đăng thì con có thể ký hợp đồng từng kỳ với chú. Chú có thể đăng liền. Từng kỳ? Thật ra trước đây thì tòa soạn cũng có làm như vậy đối với lại những cái chuyện dịch và những cái tiểu thuyết kiếm hiệp nước ngoài. Nhưng mà nếu như chú không tin là những tác phẩm của con thuộc bằng tác giả nước ngoài, vậy thôi, con sẽ tìm nhà xuất bản khác để mà ký hợp đồng. Chào chú. Từ từ, sao tuổi trẻ giờ nóng tánh quá vậy? Nè, cậu biết tôi bị bệnh gì không? Bệnh tim. Cậu mà hù tôi vậy, tôi chết tại đây rồi, cậu bồi thường nhân mạng nổi không? Nghe không? Thôi bây giờ vậy đi. Được hết á. Được hết á. Bây giờ cho tôi xin cái tựa của tiểu thuyết rồi. Chú vừa nói là chú bị bệnh tim mà. Thì đúng rồi.
thì chú không nên nghe cái tựa cuốn tiểu thuyết này đâu. Lỡ chú có chuyện gì, làm sao bồi thường nhân mạng kịp. Nhưng mà cái này là cái tựa chứ đâu phải có nội dung đâu. Nó mới nằm ở cuốn tim, nó chưa có xuống cái trái tim. Nói đi mà. Được, nếu chú muốn nghe thì con sẽ tiết lộ. Tựa cuốn tiểu thuyết mới của con có tên là Ngôi Miếu Oan Khóc. Ngôi Miếu Oan Khóc. Chú Phi ơi, chú Phi. Có chuyện gì? Ủa, ba, sao ba lại ở đây? Ba hỏi con mới phải đó. Ủa con, bên công ty anh Đào á, pháp lý chưa xong hả? Dạ, con qua hỏi chuyện chú Phi về công ty anh Đào. Nó có thắc mắc gì, cậu chỉ dạy lại cho nó. Dạ. Thôi tôi đi à, nhớ lời tôi dặn. Lo làm việc nha. Dạ. Hú hồn hú vía. Sao? Bình tĩnh đi, có chuyện gì muốn nhờ chú hả? Để con uống miếng nước lấy lại bình tĩnh cái đã. Sao đắng quá vậy? Sao, nói đi cô. Chú Phi, chuyện á là anh Long ảnh... Cái gì? Quen người ta hồi nào mà kêu người ta bằng anh Ngọt Sớt vậy? Chú này cứ chọc ghẹo con hoài à. Ghét quá, không nói chuyện với chú nữa. Nếu mà con không nói á, chú đi à. Anh Duy Long á, anh sắp ra một quyển tiểu thuyết mới. À, chắc lại muốn xin chữ ký của người ta đúng không? Không, lần này á, ảnh không có ra nguyên một quyển mà là ảnh ra từng kỳ từng kỳ. Từng kỳ. Đó cũng là cách giới thiệu cho độc giả biết một cách nhanh hơn, cũng hay. Chú không biết gì hết hả? Con có nói đâu chú biết. Chú hiểu ý của con mà. Nói cái gì? Cái gì? Muốn nghỉ nữa hả? Đúng rồi. Chú Phi đúng là bạn của con á. Cho con nghỉ 3 ngày nha. Nghỉ 3 ngày? Mà con nghỉ 3 ngày con làm cái gì? Thì đúng rồi, một ngày á là con chuẩn bị hoa cho ảnh, một ngày á là con đem hoa lên tòa soạn tặng cho ảnh. Con nhất định phải là người đầu tiên đọc cái kỳ đầu tiên trên tờ báo của ảnh. Còn một ngày á là con để dành đi tham dự họp báo của ảnh nữa. Nhà chú đi mà chú Phi. Rồi thôi được rồi, con cứ nghỉ đi, nhưng mà chú phải tìm cách lựa lời nói với ba mới được. Dạ, con cảm ơn chú Phi. Vậy con về phòng làm việc nha. À, mà cuốn tiểu thuyết lần này ra tên gì vậy? Một cái tên nghe vô cùng hấp dẫn. Vô cùng hấp dẫn? Tình yêu không biên giới hả? Hay tình yêu thiên thu? Hay là tình yêu vĩnh biệt? Không. Lần này anh Long á, ảnh không có viết tiểu thuyết về tình cảm, mà ảnh viết tiểu thuyết trinh sát vụ án. Vụ án hả? Vụ án ở đâu? Con cũng có biết đâu, đã đọc đâu mà biết. Nhưng mà con đoán là một vụ án nào đó xảy ra ở trong ngôi miếu. Tại vì cái tựa đó là Ngôi Miếu Oan Khóc. Nghe nói là ngôi miếu đó ở Long Xuyên á. Sao? Cái tên hấp dẫn quá đúng không chú? Chú Phi, coi như chú hứa với con rồi đó nha. Con đi về phòng làm việc đó. Chú hứa với con là không được nói cho bà con biết đó nha. Nhớ nha. Hứa nha. Chú hứa. Con cảm ơn chú. Nè, cậu Nam. Dạ. Có tin tức gì chưa? Ủa, tin tức gì là đất ơi? Gì? Cái cậu giận mặt cái tôi hả? Cậu nhớ bữa nay ngày gì hả? Bữa nay là ngày ra mắt cái tập đầu tiên của chuyện Diệu Kỳ Ngôi Miếu Oan Khóc của mình. Nhớ chưa? Dạ. Trời đất ơi, tôi muốn cậu nói cho tôi biết là cái phản ứng độc giả như thế nào. Độc giả phản ứng như thế nào làm sao con biết được? Làm cái sao? Chuyện đó của độc giả, nó phải của con. Trời đất ơi, giỡn mặt cái tôi hả? Ủa thì sao cậu ăn nói gì vô trách nhiệm vậy? Cậu là người của tòa sản, bây giờ cậu không biết thì bây giờ cậu chạy một vòng
của cô Ngô có thái độ, cái phản ứng của họ sao? Cô vừa báo cáo lại cho tôi. Đi ra ngoài đây cái đi. Ủa ngoài kia làm gì có tiếng ồn như vậy? Vừa âm sầm như vậy. Chạy ra ngoài coi coi. Đi vô tới à. Trời chú Phú ơi, chú Phú, có chuyện kìa chú Phú. Chuyện gì? Ở ngoài kia đó có mấy cô gái đang biểu tình rồi gặp anh Di Long kìa. Vậy kiếm Di Long hả? Di Long chị. Di Long đâu có lên đây đâu kiếm. Thì con nó có biết đâu. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ chú chạy ra ngoài đó chú giải quyết đi. Chứ thôi hồi là có máu đổ đó. Cái gì mà biểu tình mà có đổ máu mày? Gì thế ghê vậy? Thì bây giờ người ta biểu tình. Ờ. Biểu tình thì người ta chọi đồ. Chọi đồ thì thế nào cũng có miễn bay. Miễn bay là chảy máu à. Trời ơi. Trời. Thôi bây giờ vậy, dạy ngoại kêu bảo vệ đóng cổng lại, thấy không? Rồi hà hồi phân giải, thấy chưa? Đi đi. Rồi, dạ dạ. Bây giờ sao? Chạy ra ngoài luôn đi. Dạ thôi, mệt quá. Sửa cái đường rồi. Hủ hồn, mình mà chạy ra ngoài, thế nào cũng ôm đầu máu chạy vô. Đây. Dạ. Rồi tôi biết rồi, từ. Đi ra ngoài đây cái đi. Trời ơi, đi ra ngoài đây đi. Rồi từ gặp. Rồi tôi biết rồi nè. Muốn cái gì thì tòa soạn đáp ứng hết. Bây giờ bình tĩnh nói đi cái gì. Chúng tôi muốn gặp anh Di Long. Gặp Di Long hả? Gặp Di Long để làm gì? Chúng tôi muốn biết kết thúc cái chuyện như thế nào. Đúng rồi đó. Muốn biết kết thúc câu chuyện hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, mới có một kỳ mà bây giờ muốn biết kết thúc câu chuyện luôn. Đúng rồi. Cái đó phải hỏi Di Long mà, nay Di Long đâu có mặt ở đây đâu. Không có ảnh ở đây, tôi tặng cho ông luôn nè. Trời ơi. Rồi, đổ máu thiệt rồi. Đổ máu nào? Cái này là người ta hâm mộ rồi, người ta tặng bằng cách hơi lạ tôi, cái gì đâu đổ máu. Báo mới đây. Chuyện nhiều kỳ có ngô miếu hoàng khóc của nhà dân Di Long số đầu tiên mới ra đây. Có tờ báo tin tức. Đây. Số đầu tiên của bộ miếu hoàng khóc nè. Đó, miếu hoàng khóc đó. Ngon miếu hoàng khóc. Còn tờ đầu tiên, còn tờ cuối cùng hết rồi đó. Còn hết à, hết rồi anh ơi, cái ngon miếu hoàng khóc á, mà nãy giờ mọi người mua hết trơn rồi. Sao vậy chị? Chuyện nó hay mà. Thì tại vì hay cho nên là mọi người mới ùng kéo tới mua đó.
vô đi. Giám đốc, anh ký giúp em ít giấy tờ xuất kho này chứ. Cô Hạnh à, sáng giờ cô có thấy ai vào phòng tôi không? Em thì không có vô, còn người khác có vô không thì em không rõ à. Mà em nhìn sắc mặt anh không được tốt, anh có sao không anh? Tôi bình thường mà. Cô Hạnh à, cô qua phòng của cậu Phi, nói cậu Phi qua gặp tôi gấp. Dạ, em đi liền. Ừ. Vừa định tìm anh hỏi về chuyện hợp đồng, mà cũng may á là anh tìm em. Chuyện hợp đồng để sau đi, cậu ngồi đi. Dạ. Cậu Phi nè. Dạ. Tờ báo đó của ai vậy? Tờ báo nào anh? Sáng nay vào phòng làm gì, tôi đã thấy tờ báo đó nằm sẵn trên bàn của tôi rồi. Dạ, thường thì thư ký á, sáng nào cũng mang cho anh mà. Nhưng ai là người đã lấy bút đỏ khoanh tròn chữ ngôi miếu hoàng khóc? Lạ thật. Cậu Phi, tìm cho bằng được người đã làm chuyện đó cho tôi. Em nghĩ chắc chắn á là sẽ không ai nhận đâu. Không nhận mà được với tôi à? Tại vì á, bên công ty của mình á tới 100 mấy chục nhân viên lận, mình không thể nào mình tìm từng người á ra mình hỏi được. Có khi nào chuyện này từ người ngoài không anh? Vậy bây giờ cậu báo tôi phải làm sao? Bây giờ chỉ có một cách á, là mình tới tòa soạn, mình tìm đúng cái tên nhà văn đó, mình hỏi tường tận câu chuyện. À mà anh, trong câu chuyện này á, anh có can dự gì vô không? Mà sao em thấy anh... Kìa cậu Phi, cậu nói gì kìa vậy? Làm gì tôi liên can tới chuyện này? Chẳng qua là gì, tôi thấy cái bài viết đó nó có gì gần gần với quá khứ của vợ chồng tôi, cho nên tôi không vui. Mà chủ yếu là vợ tôi không vui. Tôi không muốn cô ấy buồn mãi về chuyện của quá khứ, có vậy thôi. Dạ em hiểu rồi. Dạ thôi, em xin phép nha, anh đã lại con hồ sơ. Ừ. Làm cho ba hết hồn vậy con? Ngất luôn. Mày riết giống con trai vậy. Giận tí giận tí. Chú ba, hôm nay con qua đây là có một chuyện rất là quan trọng con muốn hỏi chú nè. Chú, chuyện gì? Chú có biết gì về ngôi miếu Oan Khóc hay còn được gọi là miếu ông Ba với Long Xuyên không? Biết. Gần nhà chú dưới á. Hả? Thiệt hả? Ở gần nhà chú hả? Trời trời trời. Mày làm thiệt luôn hả? Vậy là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, ở gần nhà chú. Ủa, cái miếu đó của con hay gì mà con mừng dữ vậy? Không có. Trời ơi, con mừng quá. Không phải, cái ngôi miếu đó là... mà chú ba, nếu mà vậy á, là chú có biết gì về ngôi miếu đó không? Chú kể cho con nghe về ngôi miếu đó đi, coi nó có giống trong tiểu thuyết không? Tiểu thuyết gì? Có một quyển tiểu thuyết của nhà văn Duy Long viết về ngôi miếu Oan Khóc ở Long Xuyên. Nhưng mà ảnh không có nói cụ thể là ở đâu hết đó. Nhưng bây giờ thì con biết rồi, ở gần nhà chú ba. Ủa, có tiểu thuyết đó luôn hả? Có, đây nè. Đâu, đưa chú coi. Nó đúng hơn là một cái chuyện nhiều kỳ, chú đọc đi. Chú ba, cầm ngược kìa.
chú không biết chữ. Con đọc cho chú nghe. Con quên. Đây, thôi để con đọc cho chú luôn nha. Đây là một cái chuyện nhiều kỳ của nhà văn Duy Long. Viết mấy kỳ rồi, hấp dẫn lắm. Ai người ta cũng trông chờ để đọc hết đó. Con nhớ luôn cái phần lược chuyện rồi. Trong đầu con hết nè, để con kể cho chú nghe. Long Xuyên, ngày mưa gió. Một tiểu thuyết nhiều kỳ của nhà văn Duy Long dựa trên một câu chuyện có thật về một ngôi miếu oan thưa người qua lại, nơi lưu giữ linh hồn của một người đàn ông. Ông ba, ông ta đã bị người ta đập chết và cắt mất đầu. Kể từ đó, linh hồn này không hề siêu thoát được, cứ dứt da dứt dưỡng ở trong ngôi miếu, đau đớn, than khóc để chờ kẻ thù ác lộ diện báo oán. Chú ba. Như vậy con. Trời ơi, sao chú nhập tâm, chú cuốn vô câu chuyện dữ vậy? Anh Duy Long viết hay lắm đúng không? Thì cũng được. Cũng được, nhưng mà cũng được. Hay như vậy mà cũng được gì? Nè, để con kể cho chú nghe kỳ mới nha. Thôi con đừng đọc nữa. Con cũng biết tính chú rồi. Chú người nhát gan. Đọc ba cái này rồi cái tối chú bị ám ảnh, chú ngủ không được. Với lại vậy nè, con đừng có đọc cái chuyện này cho ba má con nghe nghe. Ủa sao vậy chú? Con thấy hay mà. Thì ba má của con á cũng giống như chú vậy đó. Nghe cái này xong rồi ám ảnh, tối ngủ cũng không được. Chú nói nghiêm túc á. Chú chưa bao giờ con thấy chú nghiêm túc vậy luôn á. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả chú? Không, thì con cứ biết vậy đi. Nhớ là đừng có đọc cho má bán con nghe. Thôi bây giờ tự nhiên chú bữa nay chú không được khỏe. Con về đi, bữa khác rồi qua nói chuyện với chú nha. Chú đi nghỉ ngơi cái nha. Vậy thôi. Con về nha, chú nghỉ ngơi nha. Bữa khác con qua kể chuyện tiếp chú nghe. Về đi con. Con đi á. Dạo này như thế nào hả anh? Mấy hôm nay bên phát hành báo phải tăng số lượng gấp 2, gấp 3 lần. Có hôm lên gấp 3, gấp 4 luôn đó em. Vậy là tình hình khả quan rồi. Chắc là ông Thức và má anh sớm muộn cũng sẽ đọc được thôi. Quan trọng là hai người đó có quan tâm có đọc báo hay không thôi. Em nghĩ ông Thức và má anh đều là người có học thức, chắc chắn sẽ quan tâm đến báo chí. Quan trọng là cái tờ tin tức của mình có đủ nổi tiếng hay không thôi. Báo tin tức là một trong những tờ báo bán chạy nhất hiện nay đó. Vậy là tốt rồi. Mình chỉ cần chờ kết quả thôi. Em làm ơn ra ngoài xem có thứ là ai tìm anh. Nếu mà độc giả nữ là nói là anh Long không có ở nhà nha. Từ đây về sau mình xưng hô vậy cho nó gần gũi, được không Quỳnh? Nhưng mà như vậy là anh đang xúi em nói dối độc giả của anh rồi. Cái này... Nhưng mà... Nói dối là tốt mà. Chúc anh nha, cảm ơn nhiều. Cảm ơn em nha. Ê, ai mà đẹp quá vậy? Hồi nãy tôi bước vô đây tôi tưởng đi lộn nhà không á. Nhiều chuyện quá, qua đây làm chi? Quên nữa, qua đây để lấy bản thảo về tòa soạn. Tôi chuẩn bị sẵn rồi nè. Tòa soạn có chuyện gì không? Làm gì phờ râu luôn chứ còn gì nữa. Làm gì phờ râu? Thứ nhất á, là số báo tăng lên thì tất cả các bộ phận giống như là làm mảng kẽm nè ha, in ấn nè, phát hành nè,
làm việc tất bật luôn, làm bù giờ, làm tăng giờ luôn đó. Cái điều thứ hai mới quan trọng nè, cái đám độc giả mà cuồng mộ á, quên, ái mộ, mà tôi nói chính xác hơn là ái mộ ông một cách cuồng nhiệt, một cách gọi là ngu xuẩn. Trời ơi, tối ngày cứ chầu trực ở trước tòa soạn chờ gặp ông cho bằng được, làm cho nhân viên tiếp khách của tòa soạn làm việc mệt nghỉ luôn. Người ta độc giả, nó gọi người ta là cái đám này đám nọ. Thì độc giả của ông chứ đâu phải độc giả của tôi đâu. Thì cứ nói với họ là tôi đi Đà Lạt hay miền Tây gì đó, đi tìm chất liệu tôi viết là được chứ gì. Ông làm đi dễ lắm mẹ. Nói ông đi về miền Tây hoặc là đi Đà Lạt viết, họ tin mới là lạ. Mời anh uống nước. Cảm ơn em. Ai à? Bác sĩ riêng của tôi đó. Trời à, anh đừng hiểu lầm nha. Tôi với anh Long chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là bạn à? Bác sĩ riêng à. Hiểu rồi đúng không? Ừ hiểu. Hiểu rồi thì về đi. Anh, người ta mời nước chưa uống luôn á. Uống lẹ đi về. Mất hứng à. Không uống nữa. Không uống thì về đi. Cái gì đuổi hoài vậy? Từ tới về. Nhưng mà cho tôi ở lại tôi đọc trước được không? Tôi nói thiệt á, là tôi rất là ghiền cái chuyện của ông luôn. Tôi muốn đọc trước coi diễn biến nó như thế nào á nghe. Rồi, rồi bây giờ về tòa soạn mà đọc. Cũng mang tiếng nhà văn, nhà thơ, văn sĩ gì mà không chịu tự viết cho mình đọc, đọc kéo người ta không? Đừng nói về tự ái nghe. Chẳng qua là tôi chưa có cảm hứng tôi viết thôi. Từ từ chứ. Với lại tôi thấy tôi có cố gắng như thế nào tôi cũng không có bằng ông. Vậy thì về tòa soạn đọc đi. Trời đủ nữa hả? À thôi hiểu. Thôi tôi về cho hai người dễ nói chuyện. Thôi anh về nghe. Chào anh. Thôi em cũng phải về đây. Sao không sao? Trời. Anh Trương cái bật thêm để lụm cho, để lụm cho. Mấy bản thảo này phải sạch vì nó rất là quan trọng với anh Long. Đi coi đừng có la la chửi anh đó. Là anh bất cẩn quá. Đưa ra. Tôi xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá. Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được. Tôi có nghe lầm không? Chưa bao giờ mà ông ăn nói dịu dàng với tôi như vậy luôn á. Nhưng mà có người chờ anh ở tòa soạn á, giọng không có dịu dàng như tôi đâu. Kể đi, kể đi. Thôi tôi đi nha, đi đi nha. Cảm ơn em nha. Anh làm gì cảm ơn em hoài vậy? Vì những chuyện em đã làm cho anh. Tại mình là bạn mà. Nhưng anh muốn tụi mình có cái gì đó hơn tiếp bạn. Có lý do mà. Phi Long có bạn gái. Cái chuyện này bây giờ con về con viết con đăng bài, chắc chắn nó sẽ trở thành tin sốt dẻo, thu hút độc giả. Được không chú? Được, con về con làm liền nha. Khoan đã. Sao vậy? Cậu làm ơn cậu dùng cái não cậu suy nghĩ với tôi được. Cậu Long đang là cây bút chủ lực của tòa soạn mình, là một ngôi sao sáng của tòa soạn mình. Bây giờ lâu rồi cái tin cậu Long đang có bạn gái, thì cậu nghĩ đi, cậu Long á nha,
có thể không được sự ủng hộ của độc giả, mà nhiều khi tòa soạn của mình cũng bị tẩy chay không chừng nữa kìa. Vậy mà con nghĩ không ra. Ghê vậy hả chú? Chứ sao? Bởi vì cái tin này nè, giấu nghiệm giùm tôi. Nè, giấu luôn. Giấu luôn. Còn cậu á, về lo tập trung chuyên môn, bớt tào lao lại giùm. Nha. Dạ. Cái gì mà ghê vậy ta? Mình chỉ muốn tốt cho tòa soạn thôi. Nè, mắt tôi á, 10 trên 10. Dạ. Tai tôi thính lắm, bớt nói lén mà. Dạ không biết à, con xin lỗi chú. Không biết giờ này thằng Chậm nó đang làm cái gì. Lâu quá rồi không có gặp nó, sao mà nhớ nó quá vậy nè. À, giờ này chắc là nó đang trong tòa soạn. Lâu lắm rồi nó không hỏi thăm gì mình hết. Chắc là thằng nhỏ đang còn giận mình. Chạy đi, chạy đi. Ta mà bắt được tạm thịt của ngươi. Đúng rồi, bắt được con nha. Bắt được rồi. Bác hai. Bác hai có sao vậy bác hai? Bác hai. Người đã bị bắt rồi. Ngươi sẽ bị ăn thịt. Dạ không ăn thịt, đi vô ăn cơm. Hiểu không? Dạ chịu. Đi ăn cơm. Đi. Hai nhỏ. Nè. Tôi không có bán đất cho chị nữa đâu. Chị đi về đi, đừng có kỳ kèo mất thời gian. Tôi đến đây tôi đưa cho ông coi cái này nè. Đọc đi. Xin lỗi chị, tôi không biết chữ. Ông nói ông không biết chữ hả? Ông đọc đi, ông biết chữ liền. Đọc đi rồi sáng mắt ra. Mày làm cái gì vậy? Anh hai, anh có đọc báo không? Sao người ta lật lại cái vụ án đó vậy? Vụ án gì chứ? Thì cái vụ thằng Ba Thành ở dưới quê mình đó. Bây giờ họ viết thành tiểu thuyết luôn rồi. Shh. Nói nhỏ. Thì cái miếu đó nổi tiếng mà. Nhà báo người ta muốn viết cái gì thì người ta viết. Nhưng mà nè, tuyệt đối không nói chuyện này cho chị hai mày biết nghe chưa. Mà thôi, tốt nhất là đi về quê giùm tao đi. Đừng có lãng vãng ở Sài Gòn này, phiền phức lắm. Em biết rồi, nhưng mà mình có cần... Tao biết phải làm cái gì rồi. Thôi mày đi lẹ đi. Thôi, em đi về. Tối ngày đem rắc rối cho người khác không? Một ngày anh đọc từng này thư luôn hả? Như đây là ít á. Có nhiều hôm á, cả bao thư luôn. Vậy hòm thư ở bưu điện đâu có nhận thư của anh đâu đúng không? Mấy cô ở bưu tá dễ thương lắm. Họ không có để thư của anh vô trong hộp thư, mà họ bỏ trong bao á, chất một chỗ để anh tới lấy. Hai anh nghỉ ngơi đi, còn lại để em tìm cho. Có thể cái người mình cần tìm á nằm trong số thư này nè. Em đọc giùm anh nha. Anh xin em đến vậy sao? Nếu như bây giờ anh nói em là người mà đang tính giúp đứa dân thì em nghĩ sao? Bác hai.
Bác Hai, bác Hai ở lại nói chuyện với anh Long nha. Con xin phép ra ngoài mua nước cho bác Hai. Bác Hai ngồi đi. Bác Hai lên sớm như vậy có chuyện gì không bác Hai? Chậm à, con hãy dừng ngay cái việc giết về ngôi miếu đó đi. Đó là công việc kiếm tiền của con, làm sao con dừng được? Mấy lần trước đúng là con kiếm tiền, còn lần này mục đích của con không phải kiếm tiền. Dạ đúng, mục đích con giết á là muốn tìm ra sự thật. Con còn muốn tìm sự thật gì nữa? Vậy cái chết của cha con? Bác đã nói với con rất nhiều lần rồi, là do ông Thức, ông ta là người phá hoại gia đình con, dụ dỗ má con. Nhưng bác ơi, vào thời điểm đó má con đâu phải là cái tuổi 14 hay 15 mà đã có chồng đã có con rồi, làm sao dễ dàng mà để cho ông Thức dụ dỗ vậy được? Vì hắn ta là một người rất thâm độc, rất nham hiểm. Hắn ta đã bày đủ mọi mưu kế để hãm hại nhiều người, trong đó có má con. Nếu như bác nói vậy, vậy má con là một người nhẹ dạ cả tin và ham tiền ham vật chất hả? Chậm, má con không phải là người như vậy. Bác ngăn cản con giết vì bác sợ. Bác sợ con biết đúng sự thật về người bác thương đúng không? Chậm, nếu bác nói má con là người tốt, mọi việc đều do ông Thức, tại sao bác biết mà bác không ngăn cản? Sao con biết là bác không cản? Có, bác có ngăn cản, nhưng bác ngăn cản cho có thôi. Bác thừa biết cha con với ông Thức có mâu thuẫn với nhau, nhưng bác là chỉ làm lơ để mà ngư ông đắc lợi đúng không? Con im đi. Tại sao con có thể nghĩ về bác như vậy hả Chậm? Trời ơi là trời, ân oán, mong muốn báo thù đã làm cho con lú lẫn rồi. Con nghe lời bác Hai đi, làm ơn dừng cái chuyện điều tra này lại, đừng có để mọi chuyện đi quá xa nữa Chậm. Bác ngăn cản con tìm ra sự thật vì bác sợ con điều tra ra sự thật là bác muốn chiếm má con làm của riêng cho mình, và thậm chí có thể bác là hung thủ giết chết cha con. Bà ơi, bé nhà anh có chuyện gì vậy? Cậu muốn làm gì đó thì cậu làm đi. Bác Hai, bác Hai, anh xem anh làm bác Hai giận rồi kìa. Sao anh nặng lời với bác quá vậy? Dù sao bác cũng là người nuôi lớn anh mà. Anh cũng không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng mà càng nghĩ thì anh càng tức. Nếu như đúng sự thật, bác của anh có tư tình với má của anh, thì anh sẽ không bao giờ tha cho bác đâu. Ngay cái chuyện anh quyết tâm đi tìm sự thật mà bác ấy luôn luôn ngăn cản, chứng tỏ là bác ấy có cái gì đó khuất tất để mà che giấu. Rồi anh tin bác anh là người hại cha anh thật sao? Anh không muốn tin, anh thật sự không muốn tin, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh xin lỗi, em về đi, bây giờ anh rối lắm rồi. Mục đích của anh không sai, nhưng đáng lẽ anh phải suy nghĩ kỹ trước khi viết cuốn tiểu thuyết này, thì sẽ làm tổn thương người khác. Một người vô tội đã chết thì chắc chắn phải có một kẻ thù ác. Anh đang điều tra tìm ra hung thủ cho những kẻ tiếp tay cho anh. Anh làm gì có sai? Nhưng anh nói những điều không đúng về má anh, nên bác Hai anh mới giận như vậy. Thì bây giờ em nói đi, anh nghĩ sao về má anh ấy? Chồng chết chưa kịp chôn mới bỏ đi theo trại, để cho anh bơ vơ như vậy. Một người phụ nữ như vậy có đáng ca ngợi không hả? Không đáng ca ngợi, nhưng mà lỡ đáng được thông cảm thì sao? Dù sao anh cũng đâu có biết hết sự việc đâu. Anh biết,
em là phụ nữ, cho nên em sẽ bên kịch phụ nữ. Còn bây giờ em bắt anh phải tin má anh, chẳng khác là bắt anh tin mặt trời mọc hướng tây. Coi nè, bác Hai mang bánh lá mứt cho anh. Đây có phải là bánh anh thích lắm không? Là bác Hai thương anh lắm á. Nếu như em muốn ăn thì em đem về ăn đi. Xin lỗi ông, nhà Giang Duy Long bây giờ không còn là phóng viên thường trực nữa. Bây giờ chuyển qua viết cái mảng văn hóa văn nghệ, chỉ là cộng tác viên thôi, cho nên là không có thường xuyên lên tòa soạn. Vậy ông có thể nào cho tôi biết địa chỉ nhà văn Duy Long? Nói thật, đứa con gái của tôi rất là ngưỡng mộ nhà văn Duy Long, nó rất là muốn xin chữ ký. Thật ra thì công ty Hải Lâm với lại tòa soạn thì cũng là chỗ thâm tình. Nếu mà cháu nó thích cái đầu sách nào á thì ông cho tôi xin lại cái tựa, rồi tôi nhờ nhà văn Duy Long ký rồi gửi qua công ty ngay. Con gái của tôi á, nó chỉ thích truyện Ngô Miếu Quan Khóc thôi. Có gì mà đáng cười? Dạo này tòa soạn chúng tôi á tiếp rất nhiều khách, và hầu như ai cũng hỏi về chuyện Ngô Miếu Quan Khóc. Nhưng thật ra thì tác giả Duy Long chỉ mới viết được có 1/3 thôi. Sao lạ vậy? Truyện từng kỳ á thì phải trọn vẹn mới được đăng chứ. Ngoại trừ đây là câu chuyện có thật. À không không, đây là một câu chuyện hư cấu. Chính nhà văn Duy Long khẳng định với chúng tôi như vậy. Hư cấu mà viết sống động, làm tôi cứ tưởng đây là một câu chuyện có thật ngoài đời. Thì như vậy mới là nhà văn tài giỏi chứ. Nhà văn Duy Long á bây giờ là có một cái tên là sát thủ của những bà nội trợ. À, tôi nghe giọng văn của cậu ta có vẻ là người miền Tây. Ủa, cậu ta sinh ra ở đâu? Sóc Trăng, Long Xuyên đều có Ngô Miếu ông Ba mà. À, thì thật ra là cậu ta sinh ở Vĩnh Long. Như vậy nhà anh ta có đông anh em không? Ba mẹ còn không? Ôi, nhà đông anh em lắm, 9-10 người lận. Ba má cũng còn nhưng mà yếu lắm, bệnh hoạn hoài. Cho nên là bây giờ là cậu ta phải viết ngày viết đêm để mà kiếm tiền lo cho gia đình. Tội lắm, bởi vậy đâu có vợ con gì được đâu. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có vợ? Tầm 39-40. Một nhà văn nổi tiếng 40 tuổi mà chưa có vợ hả? Chưa có vợ chính thức thôi, chứ mà vợ không chính thức thì đầy, con cũng đầy đàn luôn. Thôi được rồi, những gì mà tôi muốn biết á tôi đã hỏi ông hết rồi. Bây giờ tôi có việc á, tôi xin phép về trước. À dạ. À, nếu mà bên công ty cần quảng cáo thì cứ nhắn với tòa soạn, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ông an tâm đi, miễn sao bên ông á đừng có viết xấu về công ty tôi được rồi. Không dám, không dám. Dạ. Xin phép. Dạ. Chú Phú. Cái gì vậy? Sao chú nói xấu nhà văn Duy Long dữ vậy chú? Ừ? Cũng mát á nha. Mát cái gì? Trời ơi, nhìn biết quá rồi. Mấy ông này là muốn gả con gái cho nhà văn Duy Long thôi. Ủa? Vậy sao? Bây giờ nhà văn vừa có tiếng mà vừa có tiền nữa, cho nên bu bu lại vậy. À, bởi vậy tôi ghét nói vậy đó, hiểu không? Vậy là đúng rồi. Chú, ừ? Mai mốt mà con có nổi tiếng á, chú đừng có ghét, đừng nói xấu con vậy nha. Ừ, còn lâu lắm con ha. Lâu lắm luôn á. Nhiều chuyện quá. Đi làm việc đi. Con gửi chú. Thực ra tên nhà văn Duy Long này á cũng đã có tuổi, chắc ngoài 40. Vậy thì không phải rồi. Quê ở Vĩnh Long, cha mẹ còn, nhà đông anh em lắm anh. Vậy tại sao hắn ta lại biết về câu chuyện của Ngôi Miếu? À, tôi cũng chỉ thắc mắc giống như mọi người thôi. À,
Em có hỏi một số người trong tòa soạn á, thì họ nói ngôi miếu quan khóc này á chỉ là chuyện tưởng tượng, không có thật. Có thể là nhà văn Di Long nghe loáng thoáng từ đâu rồi nên viết thành một câu chuyện như vậy. Mà ai mà về Long Xuyên á cũng có thể nghe về câu chuyện đó. Chắc cậu ta chọn ngôi miếu này rồi tưởng tượng câu chuyện cho nó hấp dẫn hơn vậy mà. Cũng có thể. Nhưng trong câu chuyện có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên rất giống với hiện thực. Là sao? Cậu nói đi. Có một người quen cho em biết bà Đại, một nhân vật trong câu chuyện là mẹ của nữ chính, đã chết trong việc tế bần. Có một số người khi họ mất đi, mình có cảm giác rất bình thường, giống như là họ chưa từng tồn tại trên thế gian này. Anh Lâm, anh nói gì vậy anh Lâm? À, đâu có gì. Cậu làm tốt lắm. Thôi, cậu về làm việc tiếp tục đi. Dạ. Có sao không? Em không sao đâu. Có cần anh gọi bác sĩ cho mình không? Không cần đâu mình. Em cũng chỉ là tâm bệnh thôi mà. Em nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi. Mình nè, anh biết mình vẫn mãi buồn về chuyện của thằng Chẩm. Mình yên tâm nghe, anh dẫn cho người đi tìm nó. Anh tin chắc rằng hai vợ chồng mình sẽ sớm gặp lại con thôi. Nhưng em lại có một nỗi sợ. Em sợ điều gì chứ? Em sợ tuổi mình càng ngày càng già đi. Mà khi già thì sức khỏe lại yếu, lại không có thời gian để gặp lại con. Em lại nói lung tung nữa rồi. Mình còn trẻ lắm, mình biết không? Anh tin chắc rằng nhất định hai vợ chồng mình sẽ sống tới ngày gặp lại con mà. Em cảm ơn mình lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng và che chở cho em. Mình nói cái gì vậy? Làm sao mà anh không lo lắng cho mình được? Mình có biết mình quan trọng thế nào trong cuộc đời anh không? Mình có biết mỗi lần bên cạnh mình như lúc này, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Anh cảm thấy mình bình yên và hạnh phúc vô cùng. Cái gì? Không lấy được bản thảo hả? Không. Dạ, lấy không được. Là không có ở nhà hay là sao mà không lấy được? Cậu Long ở nhà chứ ở đâu. Nhưng mà cậu ấy nói là bây giờ là tôi không có hứng gì cho cái... nên tôi viết không được. Trời đất ơi, trả lời vô trách nhiệm vậy hả? Lãnh lương á thì lãnh lương cố định ha, còn á làm á thì làm cộng tác viên. Trời ơi, sung sướng đến vậy rồi mà đối xử với tôi vậy luôn á hả? Chưa hết đâu, cậu Long nói là bây giờ cậu Long muốn rút ra luôn, chỉ làm cộng tác viên thôi cho đỡ ràng buộc. Trời, với lại chú ơi, dạo này em cũng thấy cậu Long lơ là cái chuyện viết lách lắm, cái đầu ổng nghĩ đâu đâu không à. Ơi, nếu mà cậu Long á không phải là ngôi sao á
Tôi đuổi việc từ lâu rồi. Bây giờ sao thì bây giờ phải làm sao đây? Con có cách. Cách gì? Nói nghe coi. Chú nhớ cậu Long có một cô nhân tình tên là Quỳnh, là bác sĩ. Thì nhớ không? Ôi, cái chuyện nó nhớ lâu rồi, có gì không? Con sẽ đi thuyết phục cô Quỳnh kêu cậu Long giết tiếp. Chắc chắn sẽ được. Thuyết phục mà. Vậy thì con chờ gì nữa, đi đại đi. Con hỏi ý kiến chú có được không? Nè, tôi giao cho cậu cái vụ đó nha. Hai ngày nay không ra được kỳ nào. Bây giờ độc giả muốn đốt cái tòa soạn này luôn rồi. À rồi, rồi. Hiểu không? Đi đi. Rồi rồi, con đi liền, đi liền. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bây giờ sao đi? Trời ơi, giái ơn trên phù hộ độ dày cho con qua được kiếp nạn này. Con ăn chay một tháng chứ không có tình hình này. Con ma không đầu, con độc giả đây chắc cạo đầu khô con luôn. Trời ơi là trời, ơn trên phù hộ, ơn trên phù hộ. Chú Phi à, có ba con ở đây không vậy chú? Không có ba con ở đây. Nhưng mà chắc con có chuyện gì á muốn nhờ chú Phi mà không cho ba con biết đúng không? Đúng là chú Phi thông minh thiệt á, chú Phi là số 1. Vậy mà chú Phi cũng đoán ra được nữa. Thôi, ngồi ghế nước trà đi, mình nói chuyện. Dạ. Sao? Có phải chuyện về nhà Văn Di Long đó đúng không? Chính xác. Chú Phi, chú đúng là bạn thân của con á, cái gì chú cũng hiểu hết trơn á. Chú, anh Duy Long á, đã 3 ngày rồi mà anh còn chưa có đăng bài. Chú nghĩ coi anh có bị gì không? Chắc có thể là do cậu ta bận hay cạn ý tưởng nào đó nên ta mới không đăng bài thôi. Cạn ý tưởng thì cũng có thể. Còn bận công chuyện thì là bận công chuyện gì? Cũng có thể là anh ta cưới vợ. Cái gì cưới vợ? Chú tào lao quá. Không cho, không đụng đụng được. Ai cho phép anh cưới vợ chứ? Hân nè, con có muốn nghe chú nói một điều nghiêm túc không? Năm nay con 20 mấy tuổi rồi. 24. À không, 23. 23 tuổi á cũng không phải là tuổi nhỏ nữa. Ở cái tuổi của con á, người ta có thể có chồng, có con, có gia đình riêng. Còn con á, là con có một vị tổng giám đốc một công ty lớn. Đó là phúc phần của con. Nếu mà con không giúp gì được cho ba con á thì cũng nên làm gì đó cho xã hội, chứ đừng suốt ngày á cứ chạy theo tên nhà Giang đó. Ở độ tuổi anh ta thì ít ra anh ta cũng đã có vợ và có người yêu rồi. Thì con á nằm ở đâu trong trái tim của anh ta? Nhưng mà bộ mình không được phép đặt tình cảm cho một người khác hả? Con có quyền đặt tình cảm cho một người nào đó, nhưng mà con có biết người đó có đặt tình cảm cho con hay không? Chú nói như đó con suy nghĩ lại đi. Bây giờ chú bận rồi, chú xuống còn đi chấm công cho người ta nữa. Chú đi trước à? Ba, con qua đây làm gì? Về phòng làm việc đi. Dạ. Dạ, xin phép ba con đi. Dạ anh Lâm mới tới. Cậu nói hay lắm. Phải có người nói với con hơn như vậy thì nó mới tỉnh ngộ. Nhưng mà em chỉ sợ cô ba giận thôi. Cô ba cái gì không biết nữa. Cậu cứ coi nó giống như là con cháu ở trong nhà vậy. Dạ, nhưng mà cô ba cứ đinh ninh cái miếu là có thật. Thì tôi đã nói rồi, làm gì có thật. Ở Long Xuyên không có miếu đó. Thật ra ở Long Xuyên có ngôi miếu như vậy, nhưng câu chuyện á hoàn toàn không giống như là những gì mà tên nhà Văn đó viết. Dạ em hiểu rồi. Như vậy á em có cách để nói chuyện với cô ba rồi. Không cần đâu. Không cần cậu kể lại với con Hân. Tôi có việc cho cậu làm đây. Dạ. Cậu làm một chuyến về Long Xuyên cho tôi. Để làm gì anh Lâm? Cậu đến miếu ông ba ở Long Xuyên hỏi thăm xem có gần đây có ai lai giảng hay tìm hiểu về ngôi miếu không.
Nếu có thì tìm hiểu xem người đó là ai. Dạ, để em bàn giao công việc cho mọi người, em đi ngay. Vậy nghe. Dạ.